Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 2891, Dương Huyền gặp Trương Huyền hai Hội trưởng, bên ngoài có một vị danh sư, nói muốn gặp ngươi. Danh sư, mấy tinh, ai? Hội trưởng quay đầu. Hắn không mang huy chương, không biết đẳng cấp, bất quá. Hình như họ Dương. Luyện khí sư trần chờ một chút nói. Họ Dương. Hội trưởng sửng sốt một chút, suy tư hồi lâu cũng không nghĩ ra liên minh đế quốc, vị danh sư họ Dương nào lợi hại, có điều vẫn gật đầu. Mời hắn vào. Vâng, vị luyện khí sư này xoay người đi ra ngoài. Nếu người có khách muốn gặp, ta trước hết cáo từ. Biết Dương sư có khả năng nối liền kinh mạch, Trương Huyền biết ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, mang theo triệu nhã, ôm quyền cáo từ, vừa mới xoay người, liền nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó vị luyện khí sư vừa rồi kia mang theo một lão giả đi đến. Vị tiểu hữu này, làm sao mới đến, liền muốn rời khỏi. Lão giả mỉm cười. Ta, Trương Huyền sướng sờ. Vị này đến tìm hội trưởng, sao lại nói với mình như vậy? Đúng vậy, nói tới thăm hỏi hội trưởng, không bằng nói là vì ngươi mà tới. Lão giả vuốt râu, cười nhạt một tiếng. Audio điện tử võ tấn bền vì ta trương huyền nhíu mày vẻ mặt kỳ lạ vị lão giả trước mắt này thoạt nhìn hết sức bình thường tuy mặc danh sư bào nhưng không có huy chương đẳng cấp để cho người ta không biết cấp bậc vẻ mặt mỉm cười cực kỳ ôn hòa nhưng hắn có thể xác nhận trước kia tuyệt đối chưa bao giờ thấy qua chúng ta quen biết trương huyền không kìm nén được nhìn lại ha ha lão giả cũng không trả lời nhẹ nhàng cười một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía hội trưởng luyện khí sư công hội cùng luyện khí sư Trần Mặc. Hai vị đại sư, ta có một số việc muốn cùng vị tiểu huynh đệ này đơn độc trò chuyện một chút, không biết có thể tạo thuận lợi không. Nói xong ngón tay búng một cái, một huy chương hiện lên ở trước mặt hai người, phía trên có chín ngôi sao lấp lánh. Luyện khí sư Cửu Tinh. Nhìn thấy huy chương, hội trưởng cùng Trần Mặc đồng thời giật nảy mình, vội vàng ôm quyền. Vâng. Vốn cho rằng đối phương là danh sư có thể sẽ lấy ra huy chương danh sư, không nghĩ tới còn là một vị luyện khí sư cửu tinh, chỉ bằng vào điểm ấy, liền để bọn họ không cách nào cự tuyệt. Dâm dầm, hai người lui xuống, rất nhanh gian phòng chỉ còn lại Trương Huyền, triệu nhã cùng lão giả kia. Ngô Trương Hiên, ta Trương Huyền, người lấy cái tên giả này, một chút thành ý cũng không có. Thấy gian phòng không ai, lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lại. Có phải hay không Trương Sư? hoặc ta nên xưng hô ngươi là Trương Điện Chủ. Ngươi, không nghĩ tới đối phương nói ra lai lịch của hắn, Trương Huyền giật nảy mình, con ngươi co rụt lại, nghĩ đến cái gì, ra đầu nổ tung, tinh thần kết nối phân thân, tùy thời làm xong chuẩn bị chạy trốn. Ngươi là danh sư, họ Dương, chẳng lẽ là... Ha ha, tại hạ. Lão giả vuốt dâu nhìn qua, sắc mặt vui vẻ. Chính là ngươi hay giả mạo, Dương Huyền. chương 2892, phát hiện trương huyền một thời gian trở lại nửa ngày trước đám người dương huyền thông qua truyền tống trận của tổng bộ danh sư đường đi tới băng nguyên cung quả nhiên thấy được tình huống bi thảm trong thông báo tất cả kiến trúc đổ sụp trên mặt đất bốn phía phả ra khói xanh tường đổ mang theo dấu vết khét lẹt hắn làm như thế biến băng nguyên cung chúng ta thành như vậy vừa nghĩ tới trước đó trải qua u nhược tâm không ngừng run rẩy hắn mới vừa ở trương gia vượt qua nhập hư kiếp làm cho trương gia hoàn toàn thay đổi người ý tứ lại ở nơi này vượt qua động hư kiếp trương vô ngân giật nảy mình tên này đội nhập hư kiếp hắn tự mình trải qua suýt chút nữa bị đánh chết không nghĩ tới không đến một đêm chạy đến băng nguyên cung vượt qua động hư kiếp chẳng phải nói trong một ngày tấn thăng hai đại cấp bậc có cần nghịch thiên như thế hay không mấu chốt nhất là để lôi đình nghe mệnh lệnh của hắn chém loạn khắp nơi đến cùng làm sao làm được nếu ngươi nói như vậy hắn hẳn là bị thương rất nặng bay không xa mới phải hiện tại không biết đi nơi nào dương sư nhìn qua ta cũng không biết dấu vết phi hành của hắn bị triệt để xóa đi ta đã phái người tìm có điều đều đá chìm đáy biển tìm không thấy tung tích u nhược tâm lắc đầu nàng tận mắt thấy đối phương chạy trốn tốc độ phi hành không nhanh nhưng thời điểm muốn truy xét dấu vết lại phát hiện hư không tiêu thất tìm hơn một ngày cái gì cũng không có tìm tới giống như vị trương huyền này, căn bản chưa từng tới. Xem ra là cao thủ ẩn nấp, hẳn là dùng thủ đoạn đặc thù xóa sạch dấu vết. Dương sư gật đầu. Trong danh sư, có người am hiểu cách truy tung, cũng có người am hiểu phản truy tung, cường giả trong đó sau khi chạy trốn, dấu vết gì cũng thẩm tra không ra, coi như hắn cũng không có biện pháp gì. Đúng vậy, có điều dùng tình huống của hắn, khẳng định trốn không xa, chỉ cần tìm kiếm ở trong phạm vi 10 vạn dặm thì nhất định có thể tìm ra. U nhược tâm chắc chắn. Tuy hiện nay không tìm được tung tích của đối phương, nhưng bị thương nặng như vậy, muốn rời xa sẽ không có dễ dàng như vậy, lại thêm danh sư đường truy nã, phi hành trên không rất dễ dàng bị phát hiện, căn cứ nàng suy tính, chạy ra khoảng cách, sẽ không vượt qua 10 vạn cây số. Chỉ cần ở trong phạm vi này kỹ càng loại bỏ, nhất định có thể tìm ra. Như vậy đi, đại trưởng lão, trương gia chủ, chúng ta đều muốn tìm kiếm vị trương huyền này, không bằng chia ra làm việc, tốc độ có thể nhanh một chút, ai tìm được trước, có thể đưa tin lẫn nhau. Dương sư quay đầu nhìn về phía mấy người. Được, mộng kiếm thánh gật đầu. Nghe được con trai hư hư thực thực của nàng, bị đánh thành trọng thương, trong lòng nóng như lửa đốt, hiện tại muốn tìm tới, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Vốn muốn trách tội băng nguyên cung, nhưng nhìn thấy thảm trạng của nơi này, liền nói không ra miệng được. Vậy chúng ta đi. Biết tâm tình của vợ, hưng kiếm thánh lựa chọn một phương hướng, hai người bay thẳng đi. Trương Vô Ngân không biết nghĩ tới điều gì, trần chờ một chút, cũng tuyển một phương hướng xoay người rời đi. U trưởng lão, cáo từ. Dương Sư cười cười, xoay người bay đi. Ba nhóm người bay ba phương hướng khác nhau, thời gian nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Thấy bọn họ rời đi, U nhược tâm tiếp tục yêu cầu môn nhân tu bổ kiến trúc, mới một lát, chỉ thấy trương gia đại trưởng lão trương vô ngân lần nữa bay trở về. Vô ngân trưởng lão, chẳng lẽ người tìm được Trương Huyền rồi? U nhược tâm vội vàng tiến lên đón, ánh mắt sáng ngời. Không có. Trương vô ngân lắc đầu, hai mắt lấp lánh nhìn qua. Vừa rồi Dương Sư đi phương hướng nào? Dương Sư. U nhược tâm sửng sốt. Trương 2893, phát hiện Trương Huyền 2. Không sai, Dương Sư Thân là cường giả đỉnh phong nhất của tổng bộ danh Sư Đường, nắm giữ đồ vật có thể dò xét, ngược dòng bản nguyên, coi như vị trương huyền kia ẩn giấu khí tức, hắn khẳng định cũng có thể tìm ra, cố ý để chúng ta chia ra đi tìm, chính là muốn bỏ qua chúng ta, ta muốn nhìn xem rốt cuộc là muốn làm gì. Trương Vô Ngân khẽ nói, hắn có thể tìm ra, người ý tứ, chỉ cần theo dõi hắn, liền có thể tìm được Trương Huyền. Ánh mắt của U Nhược Tâm lấp lóe, Không sai, có điều thực lực của Dương Sư mạnh mẽ, đừng đi quá gần, một khi bị phát hiện sẽ không giải thích được. Trương Vô Ngân nói, ta biết, trong mắt U Nhược Tâm toát ra ánh sáng băng lãnh. Lần này để ta bắt lại, nhất định không cho hắn chạy trốn. Ừm, um, tuyệt không thể để tên này chạy trốn. Trương Vô Ngân cũng liên tục gật đầu. Một gia hỏa không biết từ nơi nào xuất hiện, biến Trương gia thành phế tích, không hảo hảo xử lý, Trương gia còn mặt mũi nào sừng sướng trên đỉnh phong đại lục. Nhất định phải nghiêm trị. Hai người lặng lẽ thảo luận, Dương Sư Phi Hành không biết bao lâu, ngừng lại ở trên một dãy núi cổ tay khẽ đảo lòng bàn tay xuất hiện một chiếc gương liên tục kết ra vô số thủ ấn từng đạo ánh sáng không ngừng xoay tròn ở trên gương rất nhanh phía trên xuất hiện một dấu vết rõ ràng điện chủ lệnh của thánh tử điện là bảo vật danh sư đường luyện chế dò xét thứ này quả nhiên có chút thu hoạch dương sư mỉm cười nói thật sau khi vị trương huyền kia chạy trốn không có lưu lại bất kỳ tung tích nào coi như hắn cũng thẩm tra không ra giống như hư không tiêu thất. Nhưng trong tay đối phương có điện chủ lệnh của Thánh Tử Điện, là bảo vật của danh sư đường, do xét tung tích thứ này, chẳng khác nào biết hành tung của đối phương. Xem ra hắn đi liên minh đế quốc. Nhìn xong dấu vết trên gương, rất mau tìm đến vị trí chính xác của điện chủ lệnh, Dương Sư cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Đối với vị trương huyền kia ngụy trang thành hắn, hơn nữa giả mạo học sinh của hắn, hắn không thèm để ý, chỉ là tò mò, một người tu vi thấp, ngụy trang thành hắn, danh sư cửu tinh cũng nhìn không ra, đến cùng làm sao làm được. Hắn rời đi đại khái nửa canh giờ, không gian lắc lư, hai bóng người xuất hiện. Là trương gia đại trưởng lão trương vô ngân cùng băng nguyên cung đại trưởng lão U Nhược Tâm. Dương sư không có tận lực che giấu dấu vết, nhờ vào thực lực của bọn hắn, tìm tới nơi này cũng không khó. Xem ra đi về phía liên minh đế quốc, chẳng lẽ trương huyền ở liên minh đế quốc? xác nhận phương hướng Dương Sư rời đi, Trương Vô Ngân nói. Vô cùng có khả năng, lần cận trừ băng nguyên cung, thành trấn lớn nhất chính là chỗ này, Trương Huyền muốn biến mất không thấy hình bóng, không bị người phát hiện, chỉ có thể giấu ở chỗ này. U nhược tâm gật đầu, muốn triệt để che giấu, biến mất không thấy hình bóng, danh sư đường cũng khó mà dò xét, cũng không phải rừng sâu núi thẳm, mà là biển người. Càng nhiều người, càng khó tìm kiếm. Phân tích như vậy mà nói, vị trương huyền kia ngược lại có khả năng chạy đến liên minh đế quốc. Nơi này nhân khẩu dày đặc, ngư lòng hỗn tạp, cho dù có người của danh sư đường tỏa chấn, thoạt nhìn nguy hiểm, nhưng trên thực tế chỗ nguy hiểm nhất, ngược lại là an toàn nhất. Bởi vì không ai nghĩ tới, hắn sẽ lăn lộn đến nơi đây, lặng lẽ che giấu. Lập tức báo tin cho người danh sư đường, nói phát hiện tung tích của Trương Huyền ở Liên minh đế quốc, mà kể có ở đó hay không, cũng để bọn họ tìm một lần. Trương Vô Ngân hừ lạnh một tiếng. "Ừm, vậy thì báo tin." U Nhược Tâm vội vàng gật đầu. Tuy bọn họ cũng có thể điều tra, nhưng so với danh sư Đường, hiệu suất thấp hơn nhiều, người sau ra tay, Trương Huyền nhất định khó mà chạy trốn. Chương 2894, làm học trò ta thượng. 1. Dương Huyền. Trong lòng Trương Huyền giật mình, muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Xem ra đối phương đã sớm biết bản thân ngụy trang đã không có ra tay, mà bình tĩnh hòa nhã hỏi thăm, nói rõ không có ác ý. Lại nói, đối phương đứng ở trước mặt hắn, thật giống như một đầm nước, sâu không thấy đáy, thật muốn chạy trốn, có thể thành công hay không cũng chưa biết chừng. Phiền toái như vậy, còn không bằng hỏi rõ mục đích đến lại nói. Hắn khiếp sợ không thôi, dương sư ở đối diện cũng tràn đầy kinh ngạc. Thanh niên trước mắt này, lấy nhãn lực của hắn cũng có thể thấy được, thật sự chỉ có 20 tuổi nhưng tâm cảnh lại cao thâm khó dò, lấy năng lực của hắn cũng nhìn không thấu. Khó trách Ngụy Trang thành mình, không người có thể phát hiện, xem như hắn cũng không thể không bội phục. Mấu chốt nhất là biết mình là ai, còn có thể duy trì bình tĩnh, không có bối rối chút nào, chỉ phần tâm tính này, liền vượt qua tất cả mọi người trước đó đã gặp. Ta tự nhận thủ đoạn Ngụy Trang cao minh, không biết vì sao Dương sư nhìn ra được. Một ngạt một lát, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Hắn Ngụy Trang không nói không chê vào đâu được, nhưng lấy tâm cảnh của danh sư cửu tinh đỉnh phong, cùng thân thể hoàn mỹ, đám người khúc trưởng lão tuyệt đối nhìn không ra, vị dương sư trước mắt này, đến cùng là từ đâu nhìn ra sơ hở, càng chắc chắn mình chính là trương huyền như vậy. Thật ra thì chỉ từ bề ngoài, cùng khí tức linh hồn, xem như ta cũng dò xét không ra, sở dĩ có thể xác nhận là bởi vì trên người ngươi có điện chủ lệnh của thánh tử điện. Dương sư nói, điện chủ lệnh, trương huyền xứng sờ, điện chủ lệnh lơ lửng ở trong lòng bàn tay. Sau khi ở băng nguyên cung chặn lại công kích của khúc trưởng lão, hắn liền thu hồi. Không nghĩ tới vậy mà thành mấu chốt để đối phương tìm tới. đúng vậy, điện chủ lệnh là năm đó đám người khôi thánh vất vả luyện chế thành, mặc dù không phải vũ khí đỉnh phong nhất, lại nắm giữ toàn bộ khí vận của thánh tử điện, coi như giấu trong chữ vật giới chỉ cũng khó có thể che giấu phong thái. Nguyên nhân chính là như vậy. tuy các đời điện chủ có người đột tử, nhưng điện chủ lệnh vẫn tồn tại không có rơi mất. Dương sư cười cười nói. Trương huyền giật mình. Điện chủ lệnh đại biểu thân phận tôn quý nhất của Thánh Tử Điện, cường giả tuyệt đỉnh của danh sư đường biết có thứ này, muốn dò xét ra không khó. Dương sư đã biết thân phận của ta, nên tới bắt. Trương huyền nhìn lại. Ta đã không trở về danh sư đường rất lâu rồi, bọn họ ban bố mệnh lệnh gì, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, đến tìm ngươi, chẳng qua là cảm thấy có chút hiếu kỳ, thiên tài như thế, đột nhiên xuất hiện muốn biết sư thừa của ngươi ở nơi nào lão sư đến cùng là ai dương sư nghi ngờ nhìn qua thật ra thì hắn tò mò nhất là sư thừa của vị trước mắt này trên đường tới cũng nhìn kỹ sở yếu lý lịch của đối phương người này đối ngoại tuyên bố là học sinh của mình nhưng hắn rất rõ ràng chưa bao giờ thấy qua đối phương chớ nói chi là truyền thụ kiến thức danh sư đại lục danh sư đỉnh phong nhất không có một cái nào không nhận ra thậm chí ngay cả chính hắn tự mình truyền thụ cho phùng tử giật, so sánh với vị trước mắt này, cũng kém một đoạn rất lớn, đến cùng là ai có thể dạy dỗ nhân vật ưu tú như vậy. Mấu chốt nhất là thanh danh không lộ, ngay cả hắn cũng không rõ ràng. Cái này, thực tế không dám giấu giếm, hiện tại ta còn chưa bái sư. Không nghĩ tới đối phương hỏi thăm cái này, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Ở trước mặt người khác có thể nói, lão sư của hắn là Dương Huyền, nhưng ở trước mặt bản tôn lại nói đã không có ý nghĩa gì. Còn không có bái sư. Chương 2895, làm học trò ta thượng. Hai. Dương sư sững sờ, mặt mũi khó tin. Cái này sao có thể? Ta quan sát qua sự tích của ngươi, thời điểm ở Thiên Huyền Vương quốc vẫn chỉ là võ giả bình thường, từng bước một đi tới, mới hơn một năm liền nắm giữ thực lực Thánh vực bát trọng động hư cảnh, không có lão sư, làm sao có thể làm được? vị này, vô luận tu vi hay phụ tu, đều giống như ngồi tên lửa, nói đột phá liền đột phá, tùy ý mà làm, không có bất kỳ chướng ngại cùng ràng buộc gì. Loại tình huống này, có một lão sư lợi hại chỉ điểm, còn có thể nói thông, muốn nói tự mình tu luyện, quả thực khó tin, xem như hắn cũng không dám tin tưởng. Coi như khổng sư lúc trước, dường như cũng không có tốc độ tiến bộ biến thái như vậy nha. Ta cũng không biết vì sao, vô luận là tu vi hay chức nghiệp, vừa học liền biết, một hồi liền tinh thiên phú như vậy không có cách nào trương huyền lắc đầu sự tình thiên đạo thư viện khẳng định không thể giải thích chỉ có thể quy công cho thiên phú trong lịch sử quả thực có ít người thiên phú nghịch thiên không có cách nào giải thích thật giống như tiểu thiên tài của trương gia không phải nói vừa ra đời là cường giả thánh vực sao sinh mà làm thánh cũng có thể tồn tại hắn vừa học liền biết một hồi liền tinh hẳn cũng không tính quá mức kinh thế hãi tục cái này Dương sư cau mày. Hắn gặp qua không ít thiên tài, quả thực cũng có loại thiên phú này, lạc gia tiểu công chúa chính là ví dụ, nhưng cũng không có nghịch thiên như thế a. À. Lại nói, tài nguyên cùng danh sư của lạc gia bầy biện ở nơi đó, mới có thể để cho nàng tiến bộ nhanh như vậy, vị trước mắt này, chỉ là tán tu. Còn nhanh hơn đối phương, không có lão sư, căn bản không có khả năng. Hơn nữa ngay cả lôi kiếp cũng nghe lời, điểm ấy xem như hắn cũng không làm được ta có một bộ võ ký, là một loại chỉ pháp, xem như phùng tử giật tu luyện 3 năm, đến bây giờ cũng không có đạt đến đại thành, người đã có năng lực này, có thể học tập một chút hay không, xem như chứng minh để ta tin tưởng, người thật sự không có lão sư. Dương sư dừng lại một chút, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một ngọc bài. Người đã nói người vừa học liền biết, một lát liền tinh, không bằng học một chút thử xem, nếu thực như thế, ta sẽ triệt để tin tưởng. Võ ký đưa tay nhận lấy ngọc bài, Trương Huyền cúi đầu nhìn sang. Đoạn dương chỉ, võ ký thánh phẩm đỉnh phong, một chỉ đoạn dương, uy lực vô song, sát chiêu tuyệt đỉnh. Ta có không ít chỉ pháp, chính xác. Biết đối phương tiến hành khảo nghiệm, chỉ cần học được, coi như che đậy qua, Trương Huyền cũng không chậm trễ, ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, thu vào trong óc, ngay sau đó tinh thần khẽ động, trước đó ở các vùng siêu tập vô số chỉ pháp, lập tức hội tụ vào một chỗ. Chiêu đoạn dương chỉ này, có chút tương tự đại tinh thần chỉ lực trước đó tu luyện, đều là lực lượng toàn thân tập trung ở một chỗ, đột nhiên phóng thích. Rất nhanh trong óc xuất hiện một quyển sách, vội vàng mở ra, cúi đầu nhìn sang. Sau khi dung hợp chỉ pháp, quả nhiên giống như trong tưởng tượng, không còn thiếu hụt, đạt đến cấp bậc thiên đạo, kiến thức chảy vào trong óc, không ngừng thôi diễn. Bộ chỉ lực này của ta, sát lục quá nặng, nhưng đối phó dị linh tộc lại rất tốt, chẳng qua một chỉ đoạn dương thọ người Đối với bản thân cũng có tổn hại nhất định, cần lực lượng, tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong mới có thể hoàn mỹ thi triển, như vậy đi, bây giờ ngươi học tập, ta không chỉ điểm gì cả, cũng không quấy dày, chỉ cần trong 3 ngày có thể đạt tới tiểu thành, ta liền tin tưởng, không có lão sư cũng có thể đi đến trình độ hôm nay." Dương sư nói. "3 ngày, khỏi cần." Trương Huyền mở mắt nhìn qua. "Ta đã học xong." Chương 2896, làm học trò ta hạ một, học, học xong. Dương sư vội vàng nhìn tới, sợ mình nghe lầm. Người nhận lấy ngọc bài, cái gì cũng không có làm, chân khí cũng không có truyền vào, đã nói học xong. Có ý tứ gì? Lại nói chiêu đoạn dương chỉ này, thâm ảo khó hiểu, coi như hắn lần đầu tiên tiếp xúc, xem xong, hơn nữa lý giải, cũng hao tốn tiếp cận nửa canh giờ, mới vừa lấy đến trong tay, nói còn chưa dứt lời, liền xong, thật hay giả. Nếu là vũ kỹ của ngươi, có thể đè thấp tu vi, thi triển chiêu số giống như vậy, so với ta một chút liền biết. Trương Huyền mỉm cười, được, thấy thanh niên trước mắt chắc chắn như vậy, dường như không e ngại thân phận cùng thực lực của hắn, Dương Sư nhẹ gật đầu. Đối phương nói không sai, kiểm nghiệm một người nắm giữ võ kỹ, phương pháp tốt nhất là đối chiến. Có thể ở trong chiến đấu thi triển ra, hơn nữa vận dụng lưu loát, mới nói rõ nắm giữ chân chính. ầm ầm, thấy hắn tràn đầy tự tin. Dương Sư hít sâu một hơi, sau một khắc, Tu Vi lập tức hạ xuống, trở nên tương đương Trương Huyền, động hư cảnh sơ kỳ. Ta bắt đầu, ngón trỏ ngón giữa dựng thẳng lên, đầu ngón tay có lực lượng xoay chậm chậm, thời gian nháy mắt, liền tạo thành một gió lốc to lớn. Trong phong bạo, lực lượng không ngừng gào thét, giống như muốn xé rách không gian. Ừm, Trương Huyền lên tiếng, cũng không có bất kỳ động tác gì, tiện tay điểm tới một chỉ. Đầu ngón tay hắn đã không có gió lốc cũng không có lực lượng chân khí, thậm chí động tác chậm rãi giống như châu già cầy ruộng. Vốn dương sư muốn mở miệng nói thi triển không giống, nhưng vừa nhìn thấy đầu ngón tay tới, con người kìm lòng không được thu hẹp, không để ý tới nói chuyện, gió lốc trên ngón tay bay tới đón. Âm âm, đầu ngón tay đối đầu, thời gian nháy mắt gió lốc liền tiêu tán không thấy hình bóng, sau một khắc, dương sư liền cảm thấy giống như bị một cỗ cự lực đánh trúng, dưới chân kìm lòng không được lui về sau bảy tám bước, lực lượng trong cơ thể từng tầng từng tầng mở ra, thẳng đến khôi phục động hư cảnh đỉnh phong, lúc này mới ngừng lại. Ngươi, đè nén khí huyết sôi trào trong cơ thể, mặt mũi dương sư kinh hãi. Vừa rồi đối phương thi triển chỉ ấn, vừa mới bắt đầu nhìn không quá tương tự đoạn dương chỉ, nhưng vừa ra tay liền hiểu được, hoàn toàn do nó biến hóa thành, mấu chốt nhất là, mặc dù sửa lại phương pháp công kích, cùng đường tắt vận hành chân khí, nhưng uy lực không những không yếu bớt, mà tăng tiếp cận gấp đôi đặc biệt là một chỉ điểm ra, bao phủ toàn thân đối thủ, thậm chí chân khí trong cơ thể cũng bị chặt đứt. Loại lực lượng này, dựa theo phương pháp tu luyện trước kia, coi như luyện đến đỉnh phong cũng làm không được. Không có bị thương chứ? Trương Huyền có chút xấu hổ. Không có. Dương Sư lắc đầu, kìm nén không được hỏi. Người sửa chữa bộ chỉ pháp này, hơn nữa còn luyện thành. Thông qua đối chiến, hắn đã rõ ràng, đối phương không chỉ luyện thành, còn thuận tiện sửa đổi một chút, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Ngắn ngủi mấy phút, không chỉ nhìn xong học được, còn sửa chữa. Hắn tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy giống như nằm mơ. Trên đời này, lại có cường giả lợi hại như thế. Mục đích của võ kỹ là vì thi triển chân khí tốt hơn, để tu luyện giả phát huy ra lực lượng cường đại nhất, mà không phải là vì giết người. Đoạn Dương chỉ, một chỉ Đoạn Dương, quá mức bá đạo, làm đất trời oán giận. Cho nên ta thuận tiện sửa lại một chút, lấy cắt đứt đối thủ vận chuyển chân khí làm mục đích, không giết người, lại có thể để đối thủ tự biết không địch lại. Trương Huyền giải thích, đoạn dương chỉ này, quả thực rất lợi hại, là tuyệt chiêu giết địch, nhưng tiêu hao chân khí, tinh khí thần quá lớn, một chiêu đánh không trúng đối phương, làm không cẩn thận còn có thể bị người thừa dịp. Dung hợp rất nhiều chỉ pháp, chỗ thiếu hụt này liền được bổ sung hoàn chỉnh. Chương 2897, làm học trò ta hạ 2. Cắt đứt chân khí của đối thủ, quả thực không có sát lục lớn như vậy, nhưng nếu như đối mặt dị linh tộc, tha tính mạng của đối phương, đối phương lại đưa ngươi vào chỗ chết. Thường thường một ý nghĩ sai lầm, liền có thể mang đến tai họa vô tận. Dương sư nhìn qua, sát chiêu, tử chiêu, mặc dù làm đất trời oán giận, nhưng mà cũng phải nhìn đối với người nào. Đối chiến danh sư tự nhiên không thể sử dụng, nhưng thời điểm đại chiến với dị linh tộc, hơi nương tay, một khi cho đối thủ cơ hội, Bản thân liền có khả năng rơi vào bị động, thậm chí chết oan chết uổng. Loại chuyện này, chỗ nào cũng có. Năm đó hắn cùng lão sư lần đầu tiên đi vào địa quật, cũng bởi vì nhất nhiệm nhân từ, không có thống hạ sát thủ, cuối cùng lão sư nhận lấy công kích, suýt chút nữa vẫn lạc. Sau chuyện này hối hận không biết bao lâu, từ đây cũng coi như có giáo huấn, đối chiến với bằng hữu có thể hạ thủ lưu tình, nhưng cùng kẻ địch thì phải không từ thủ đoạn, nếu không di họa vô tận. Đúng vậy, Đối chiến dị linh tộc, quả thực không thể mềm lòng." Trương Huyền gật đầu, "Nhưng chiêu số vừa rồi của ngươi, sát phạt không đủ." Dương sư kỳ lạ, "Biết rõ có loại tình huống này, vì sao còn đổi chiêu này thành bộ dáng như thế?" "A, à, mới vừa rồi cùng ngươi đối chiến, ta chỉ dùng ba thành lực lượng, cho nên thoạt nhìn thu phóng tự nhiên, thi triển toàn lực mà nói, uy lực cũng không tệ." Rõ ràng ý tứ của đối phương, Trương Huyền cười cười. "Ba thành thân thể dương sư nhoáng một cái, chỉ cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. Ngươi nói, mới vừa rồi chỉ dùng ba thành lực lượng. Ba thành lực lượng, liền đánh hắn liên tục lui về sau bảy tám bước, tu vi tăng lên tới động hư cảnh đỉnh phong mới kết thúc. Xác định không có nói đùa. Đúng vậy, đây mới là dùng toàn lực. Trương Huyền gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng, ngón tay điểm tới. Lần này động tác so với vừa rồi còn chậm hơn, nhưng trong nháy mắt dương sư cảm giác toàn bộ thiên địa giống như đổ sụp, lực lượng động hư cảnh đỉnh phong cũng cảm nhận được tuyệt vọng, vô luận như thế nào cũng không né tránh được. Tạch tạch, tạch tạch, không dám dừng lại, vội vàng giải tỏa tu vi, thời gian nháy mắt trở lại thánh vực cửu trọng vũ không cảnh sơ kỳ, lúc này mới cảm thấy áp lực giảm bớt không ít. Ngón tay điểm ra, bành, lực lượng của đối phương như thủy triều vào tới, giống như muốn chấn vỡ kinh mạch trong cơ thể hắn, lại giống như phá hủy tinh thần của hắn, để hắn không còn chút sức phản kháng nào. Lần nữa lui vài chục bước, khí huyết trong cơ thể sôi trào, miệng thở hồn hền, vẻ mặt như giấy trắng, tràn đầy khó tin. Hắn là một trong mấy người mạnh nhất thế gian, coi như đè thấp tu vi, cùng cấp bậc có thể vượt qua cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối phương chỉ học tập chiêu số của hắn vài phút, cao hơn mấy đại cấp cũng không thể ngăn cản. Quá khủng bố! Chẳng lẽ trên thế giới này, thật có nhân vật vừa học liền biết, một hồi liền tinh, thậm chí còn có thể tự mình sửa lại công pháp uy lực không tệ nha thấy hắn ngừng lại trương huyền cười cười phải dương sư ổn định rung động trong lòng thở ra một hơi hai mắt sáng lên ngươi đã không có lão sư có bằng lòng chân chính bái ta làm thầy hay không đối phương giả mạo học sinh của hắn cũng nói rõ muốn bái nhập môn hạ của hắn trước đó xem thường tận mắt nhìn thấy loại thiên phú này lòng tràn đầy hưng lực kìm nén không được nữa thật thu được loại học sinh này, về sau danh tiếng của hắn sẽ càng thêm huy hoàng, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. chương 2898, ngươi là thiên nhận danh sư. 1. Bái ngươi làm thầy. Không sai, chỉ cần bằng lòng, vấn đề lệnh truy nã danh sư, trương gia, băng nguyên cung. Ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Dương sư cười gật đầu. Bằng vào mặt mũi của hắn, trương gia, băng nguyên cung coi như rất mất thể diện, nhưng không có chân chính hao tổn tinh anh đối phương lại là thánh tử điện điện chủ tổng bộ danh sư đường tự mình đi nói hẳn là sẽ không có vấn đề nhiều nhất tự mình dẫn hắn lập chút công lao là được tình thế trước mắt thoạt nhìn phức tạp trên thực tế hẳn có thể nhẹ nhóm hóa giải coi như không phải những yếu tố này chỉ lấy thân phận thái thượng trưởng lão của danh sư đường mở miệng thu đệ tử cướp tới cũng không biết bao nhiêu hiện tại tự mình mở miệng chắc hẳn sẽ không cự tuyệt Thời điểm hắn cảm thấy đệ tử này nhất định lòng tràn đầy vui sướng bái sư, chỉ thấy thanh niên lắc đầu. Cảm ơn Dương sư yêu ái, ta tạm thời còn không có ý định bái sư. Năm lần thiên nhận danh sư, phong thái và khí chất trên người đã hình thành, dù hiện tại khổng sư tự mình thu đồ, cũng chưa chắc đồng ý, huống chi vị trước mắt này. Ừm, Dương sư sửng sốt, tràn đầy khó tin. Người trụ cột kiên cố, phó kỹ và tu luyện đều có lý giải đặc biệt, dựa theo tình huống bình thường, có cần lão sư hay không đều không quan trọng, nhưng danh sư đường chú ý truyền thừa, có một lão sư tốt, bất kể địa vị hay về sau làm việc, đều sẽ có bổ ích rất lớn. Hơn nữa, danh sư bước vào cửu tinh, đã không có đường của tiền nhân, cần tự mình tìm tòi, không có lão sư trợ giúp chỉ điểm, rất dễ dàng đi nhầm lạc lối, xuất hiện phiền phức cực lớn. Không có đường của tiền nhân. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Đối với sự tình của danh sư Cửu Tinh, tu vi không có đạt tới cấp bậc không có đạt tới, hầu như hỏi thăm không ra bất kỳ tin tức gì, đến cùng làm sao đạt tới, tu vi lại đột phá như thế nào, có thể nói không hiểu ra sao. Đúng vậy, danh sư cửu tinh, đỉnh phong nhất của đại lục, cũng không phải tu vi, tâm cảnh đạt tới liền đủ tư cách, càng quan trọng hơn là phải nắm giữ lý niệm giáo dục đặc biệt, có thể ở phương diện dạy học chồng người, nắm giữ thành tích cực cao, tựa như khổng sư, lưu lại hữu giáo vô loại, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, học mà không ngại, dạy không biết mệt đối với hậu thế cũng có nhập môn rất lớn không chỉ như vậy phương diện tu vi trở thành danh sư cửu tinh chân chính cần đột phá thánh vực cửu trọng thực lực đạt tới loại cảnh giới này một bước so với một bước khó xem như ta cũng cần cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng chỉ dựa vào một mình tìm tòi muốn càng đi càng xa thực sự quá khó dương sư lắc đầu tu vi nghịch thiên mà đi đương nhiên sẽ không cho phép dễ dàng chẳng qua Biết hảo ý của đối phương, Trương Huyền không có cách nào giải thích, đành phải tiến về phía trước một bước, đi tới trước mặt đối phương. "Dương sư, mời xem cái này." Nói xong ngón tay điểm ra, một đạo thiên đạo chân khí từ đầu ngón tay chậm rãi chảy ra, đồng thời trong cơ thể có một cỗ khí tức đặc thù phóng thích, bao phủ lão giả trước mắt. Dương sư vốn tràn đầy nghi ngờ, cảm nhận được cỗ khí tức này, con người co rụt lại, vội vàng lui về sau hai bước, trong mắt sắp trừng ra hốc mắt ngón tay không ngừng run rẩy, trong lòng lật lên sóng gió ngập trời. Ngươi, ngươi là... Ừm, Trương Huyền gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cái này, khó trách. Dương Sư thở ra một hơi, cung kính thi lễ, lúc này mới khôi phục lại, vẫn cảm thấy khó tin như cũ. Khó trách hắn một mực mời, đối phương còn không nguyện ý, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là thiên nhận danh sư. Thiên địa công nhận, cũng chính là thiên địa chi đồ, địa vị có thể so với khổng sư, đừng nói hắn, coi như khổng sư phục sinh, muốn thu làm đệ tử cũng chưa chắc sẽ bằng lòng. chương 2899, Ngươi là thiên nhận danh sư. Hai, Thân phận này của ta quá mức kinh thế hãi tục, một khi tin tức truyền ra, nhất định dẫn tới dị linh tộc vây giết, cho nên chỉ có thể giả mạo học sinh của ngươi, che giấu sự thật. Chưa được ngươi đồng ý, mong rằng thông cảm. Thấy hắn rõ ràng, Trương Huyền ôm quyền, lúc trước thời điểm giả mạo đối phương cũng không biết có người như hắn tồn tại chẳng qua từ nơi sâu xa tự có thiên ý hơi sửa chữa lời giải thích cũng không sao như vậy coi như ngụy trang đối phương cũng là có căn do cái này là vinh hạnh của ta dương sư vội vàng gật đầu vẻ mặt vẫn chưa khôi phục có thể để cho thiên nhận danh sư giả mạo học sinh của hắn có thể nói là phúc phận đã tu luyện mấy đời đổi lại trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ cũng đúng trừ thiên nhận danh sư, còn ai có loại năng lực này? Tiêu hóa một hồi lâu, lúc này mới tỉnh táo lại. Khó trách vị trước mắt này, có thể làm ra nhiều sự tình nghịch thiên như vậy, thậm chí ngay cả lôi kiếp cũng cúi đầu nghe lệnh, cả đời ngang dọc, gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài, đừng nói vượt qua, ngay cả một phần mười cũng phượng mau lân giác. Không nói cái khác, vị thân truyền phùng tử giật kia, ở trong mắt những người khác thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng so sánh với vị trước mắt này, cái gì cũng không tính, căn bản không ở một cấp bậc. Dương sư, thiên nhận danh sư dính dáng quá lớn, mong có thể giữ kín. Thấy hắn hiểu được, Trương Huyền ôm quyền. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không tiết lộ chuyện này. Dương sư nhẹ gật đầu. Thiên nhận danh sư, dính dáng thực sự quá lớn, một khi truyền ra, nhất định gây nên oanh động to lớn, thậm chí toàn bộ danh sư đường cũng sẽ bùng nổ. Sĩ linh tộc biết tin tức, càng sẽ dốc toàn bộ lực lượng, nhân tộc có thể trước thời hạn lâm vào nguy cơ, khó mà khống chế. Cảm ơn. Biết lấy thân phận của đối phương, chỉ cần bằng lòng, chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài, Trương Huyền lần nữa ôm quyền. Không cần khách khí, đây cũng là chức trách của danh sư. Dương sư nghiêm túc nhìn qua. Ngươi là thiên nhận danh sư, ta tự nhiên không có tư cách thu ngươi làm học sinh, chẳng qua không tiết lộ thiên nhận danh sư, lại không có truyền thừa mà nói, giải thích bên danh sư đường sẽ khá phiền phức phiền phức trương huyền cau mày vị trước mắt này chính là đệ nhất thái thượng trưởng lão của danh sư đường chuyện gì còn không phải một câu nói phiền phức cái gì cùng danh sư đường tiếp xúc nhiều chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra hiện tại danh sư đường đã không phải là danh sư đường trước kia dương sư lắc đầu than thở nói trương huyền nháy con mắt sự tính ban đầu xây dựng danh sư đường là bảo vệ nhân tộc vì nhân tộc mà chiến sự tình những người khác đều không đi quản thậm chí không hỏi qua. Sau khổng sư, vô số tiền tổ cũng làm như vậy. Nhưng người đều có nhân tính, nắm giữ quyền lợi quá lâu sẽ biến chất. Dương sư cười khổ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo thâm thúy cùng tang thương. Thứ này thoạt nhìn không có gì, nhưng hưởng thụ thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ sinh ra một loại cảm xúc tự ngạo, tự mãn. Hiện tại danh sư đường là như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy đại lục an nguy, là bọn họ ném đầu lâu, tung nhiệt huyết duy trì, bất luận người nào, bất kỳ thế lực nào cũng không thể phản bác, uy quyền của danh sư không được khiêu khích, đáng tiếc bọn họ không biết, cái gọi là quyền uy kia, là cả nhân tộc ban cho, không còn nhân tộc. Ai biết danh sư là cái gì, ta chính là không ưa loại không khí này, nên quanh năm dạo chơi bên ngoài, tổng bộ danh sư đường cũng rất ít về. chương 2900, Dương Huyền biến thành sư đệ một cái này, Trương Huyền sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, Cùng nhau đi tới, gặp qua không ít danh sư, có mặc kệ đẳng cấp gì, đều khiêm cung lễ phép, hòa ái dễ gần, tuân theo sư đạo truyền thừa, không chút kiêu căng, cũng có bảo thủ, tự cho là đúng, dựa dẫm thân phận làm việc, cùng thế lực, hào môn khác không có gì khác biệt. Ước nguyện ban đầu xây dựng danh sư đường là rất tốt, nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ hư hỏng. Quyền lợi, cao cao tại thượng, quả thực có thể hủ thực tâm tính của người ta, danh sư cũng không thể ngoại lệ. Tựa như lần này, danh sư đường ban bố lệnh truy nã, ta điều tra hồ sơ của ngươi, công lao trong người, lại là thiên tài tuyệt đỉnh, tình huống bình thường, danh sư đường hẳn đi chủ động điều hòa. Nhưng ngươi có thể hóa giải lôi kiếp, thiên tư chắc tuyệt, không có sư thừa mà nói, chính là một cái bánh trái thơm ngon to lớn, bắt ngươi việc nhỏ, càng nhiều người muốn từ trong tay ngươi thu hoạch được bí pháp đột phá, cùng thủ đoạn đối phó lôi kiếp. Dương sư lắc đầu than thở. Tổng bộ danh sư đường, hiện tại đã chia làm mấy đoàn thể riêng phần mình làm việc đều muốn vượt qua đối phương đã không giống trước kia chân chính trao đổi học thuật một phương từ chỗ ngươi nhận được phương pháp nhất định có thể vượt qua đối phương áp chế đối phương lúc trước khổng sư lưu lại danh sư là muốn lớn mạnh nhân tộc nhưng nhân tính ai nhân tính quả thực quá khó dò trương huyền cảm xúc lúc danh sư đường mới xây dựng lý niệm vì thiên hạ mà làm hữu giáo vô loại nhưng vài vạn năm thời gian nhân tộc ổn định, không ít người đã bị quyền lợi che mắt, quên đi ước nguyện ban đầu. Danh sư đỉnh phong chân chính, có lúc phẩm chất còn không bằng danh sư nhất tinh. Chỉ ít bọn họ còn không có bị quyền lợi cùng lực lượng vẩn đục hai mắt. Đúng vậy, thánh vực chỉ có một ngàn năm tuổi thọ, vài vạn năm qua không có người đánh vỡ, không ít người sau khi đạt tới đỉnh phong, liền mất đi động lực, loại tình huống này, tự nhiên muốn hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn. Được rồi, không nói những thứ này nữa, Dương sư thất lạc, không muốn tiếp tục vướng víu vấn đề này. Việc này đã ăn sâu cốt tủy, không phải một mình hắn có thể giải quyết. Đây là danh sư đường truyền thừa vài vạn năm tích tụ tai hại. Bất quá, coi như danh sư lại sốc nổi, ở phương diện đối đãi dị linh tộc, đều không thể đổ trách nhiệm cho người khác, không có bất luận người nào chối từ. Bởi vậy ở trong mắt các đời quyền điện chủ, tà khí lưu chuyển cũng không quan trọng gì, chỉ cần sơ tâm không thay đổi liền không sao, dần già liền thành cục diện bây giờ. Trương Huyền gật đầu. Dù quyền lợi để cho người hư hỏng như thế nào, chỉ cần ở trên vấn đề đối đãi dị linh tộc không có phát sinh biến hóa, đã nói lên danh sư vẫn huy hoàng như cũ, không chân chính đến trình độ nước chảy bèo trôi, quên đi bản tâm. Sau khi khổng sư mất đi tin tức, đại thánh đã là đỉnh phong, lại không người có thể đột phá, không cách nào làm cho tất cả mọi người tin phục, người xuất hiện liền không đồng giảng, thiên nhận danh sư. Nhất định có thể dẫn đầu chúng ta đi ra con đường không giống, tái hiện huy hoàng của nhân tộc. Cảm xúc xong, Dương Sư tràn đầy hưng phấn nhìn qua. Quyền điện chủ Đức Huy không đủ, rất khó khống chế toàn cục, vị trước mắt này xuất hiện, liền hoàn toàn khác biệt. Đại Thánh, Trương Huyền nhíu mày. Không sai, trên Thánh vực cửu trọng còn có cấp bậc Đại Thánh, có điều cảnh giới này không phải chia cửu trọng, mà là tứ trọng. Đột phá Đại Thánh, là cổ Thánh, cũng chính là cảnh giới của đám người khâu ngô, bốc thương, từ khi khổng sư rời đi, đã vài vạn năm không có người có thể đạt đến. Dương Sư gật đầu, cái này, trong lòng Trương Huyền chấn động. Nguyên lai tưởng rằng cổ thánh chỉ là tôn xương đối với thượng cổ thánh giả, không nghĩ tới lại là một cấp bậc. Khổng sư là cảnh giới gì? Trương huyền nhịn không được, tràn đầy tò mò nhìn qua. Người hầu, đệ tử đều là cổ thánh, vị nhân tộc đệ nhất nhân, người sáng lập chức nghiệp danh sư kia, đến cùng đạt tới loại cảnh giới nào? Lại có thực lực gì? khổng sư đã đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường, không phải hậu bối như chúng ta có thể phỏng đoán. Hai mắt nâng lên, nhìn về phía nơi xa, mặt mũi dương sư mê mẩn. chương 2901, Dương Huyền biến thành sư đệ 2. Khổng sư, vừa ra đời chính là vô địch, không ai biết hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào, lại cao thâm bao nhiêu, cho dù có người biết được, cũng tuyệt không phải những vãn bối như bọn họ có thể đi hỏi thăm. Nói nhiều như vậy, chắc hẳn đối với danh sư đường hiện tại, người cũng biết một chút, không tiết lộ thân phận tiên nhận danh sư, vậy cần một thân phận khác, có thể dừng chân, để cho người ta nghi ngờ, nếu không ngắn ngủi một năm, hai lần sông đường thành công, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ta sợ khó mà thiệt. Dương sư lần nữa nhìn qua. Cái này, Trương Huyền lặng im. Đối phương nói không sai, danh sư cấp bậc cao, chỉ nói rõ thực lực của hắn mạnh, tâm cảnh khắc độ cao, đối với giáo dục có cống hiến nhất định, nhưng phẩm chất cá nhân nhất định sẽ cao sao. Cục trưởng Bộ Giáo dục, đức tính cá nhân nhất định hơn lão sư bình thường. Chưa hẳn, kỳ ngộ tốt, thiên phú cao mà thôi, cùng phẩm chất cá nhân không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí danh sư mạnh mẽ, cao ở trong mây, thoát khỏi người bình thường, ngược lại càng thêm lạnh lùng. Bởi vậy, tổng bộ danh sư đường đồng dạng quán triệt sư đạo, thế nhưng không bình tĩnh giống như trong tưởng tượng. Ta đương nhiên không dám thu ngươi làm đồ bất quá ngược lại có thể thay mặt tiên sư thu đồ nói cách khác có thể đối ngoại tuyên bố ngươi là sư huynh của ta như vậy coi như người ngoài nghi ngờ nhưng tiên sư đã qua đời do ta ra mặt cũng không nói được gì đương nhiên đây chỉ là xưng hô xem như tiên sư cũng không có tư cách thu ngươi làm đồ dương sư nói ra ý nghĩ của mình sư huynh ra mặt trương huyền run lên gãi đầu một cái cái này có chút không tốt lắm đâu sư đệ thiên nhận danh sư, địa vị kính trọng, có thể ngang hàng khổng sư, nếu như không phải sợ quá mức kinh thế hãi tục, ta cũng muốn bái ngươi làm sư. Sưng hô ngươi là sư huynh, cũng đã đi quá giới hạn. Sương sư vội nói, dù thân phận đệ nhất thái thượng trưởng lão của hắn rất cao, đương đại không có mấy người có thể so sánh, nhưng so sánh với thiên nhận danh sư lại kém quá nhiều. Sưng hô đối phương sư huynh, giả mạo sư đệ, đã là làm trái lễ, tràn đầy sợ hãi dừng lại một chút trương huyền đành phải cố hết sức nhẹ gật đầu thôi được dương huyền sư đệ trương sư huynh dương sư thở phào nhẹ nhõm lòng tràn đầy vui sướng đuổi theo vốn định thu đối phương làm học sinh kết quả lại trở thành sư huynh mặc dù như thế đối với hắn mà nói vẫn như cũng tràn đầy hưng phấn thiên nhận danh sư xuất hiện danh sư đường hỗn loạn nhất định sẽ triệt để thống nhất nhân tộc sẽ càng ngày càng mạnh lại ứng đối tình thế nguy hiểm sẽ rất thoải mái. Đúng rồi sư đệ, ta nghe nói người từng giúp người đúc lại kinh mạch, có việc này không? Xác nhận quan hệ, có đối sách, Trương Huyền không tiếp tục vướng víu những vấn đề này, mà tràn đầy kỳ quái nhìn qua. Vừa rồi vị hội trưởng kia nói, đối phương đã từng thay thế kinh mạch, nay gặp mặt, vừa vặn cẩn thận hỏi thăm một chút. Thật có việc này. Dương sư nhẹ gật đầu. Trương 2902, đúc lại kinh mạch thượng một thay thế kinh mạch dính dáng cổ thánh tích huyết trùng sinh hết sức phức tạp ta cũng là cha vô số cổ tịch mới tìm được phương pháp dương sư nói tiếp tích huyết trùng sinh trương huyền ngẩn ngơ đúng vậy tu vi đạt tới cổ thánh có thể làm được tích huyết trùng sinh dù là một giọt máu lưu giữ lại cũng có thể phục sinh lần nữa thấy hắn không hiểu dương sư giải thích cái này trong lòng trương huyền chấn động nếu như hắn nhớ không sai ngoan nhân chính là cảnh giới tích huyết trùng sinh nguyên nhân chính là như vậy thân thể vỡ thành vô số khối cũng có thể lần nữa phục sinh chỉ bất quá nhân tộc khác dị linh tộc người sau trời sinh tuổi thọ lâu nhân tộc coi như đạt tới cổ thánh tuổi thọ cũng không đuổi kịp đối phương vài vạn năm sau tìm được mảnh vỡ cũng không cách nào phục sinh ngay cả biến thành mảnh vỡ cũng có thể phục sinh tái tạo kinh mạch hẳn là cực kỳ đơn giản học sinh của ta triệu nhã kinh mạch toàn thân vỡ vụn ta muốn giúp khôi phục người nhìn phải nên làm như thế nào. Biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm ngoan nhân, Trương Huyền nhìn qua. Kinh mạch vỡ vụn, nhìn về phía nữ hài, một lát sau, vẻ mặt dương sư nặng nề. Quả thực là toàn bộ chấn vỡ, loại tình huống này, muốn khôi phục, rất khó. Rất khó, Trương Huyền cau mày. Không sai, trước đó người ta giúp đúc lại kinh mạch, là bởi vì tuổi thọ đến, kinh mạch nghiền nát, chỉ cần tiếp nối là được, mà vị triệu cô nương này, kinh mạch trong cơ thể bị chấn vỡ, một chút cũng không còn lại, cần rèn đúc lần nữa, mấu chốt nhất là. Thực lực quá yếu, lấy phương pháp của ta, cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ. Dương Sư lắc đầu. Phương pháp của ngươi đến cùng là làm thế nào? Có thể nói tỉ mỉ một chút hay không? Ta xem có thể áp dụng với nàng hay không? Không để ý tới đối phương, Trương Huyền hỏi. Đối phương cảm thấy khó thành công, nhưng mình nắm giữ thư viện, chỉ cần biết phương pháp, hoàn toàn có thể suy đoán ra thiếu hụt, sau đó lại từ đó tìm kiếm con đường chính xác. Có lẽ có thể tìm được phương pháp thích hợp nhất, một lần thành công. Thật ra thì rất đơn giản, chính là tìm kiếm thánh thú cấp bậc cao loại bỏ ra kinh mạch, sau đó dùng thủ pháp đặc thù thay thế. Bởi vì là kinh mạch của thánh thú, tính bền dẻo cùng nhân loại không có gì khác nhau, dù sử dụng không có thuận buồm xuôi gió như nhân loại, nhưng sẽ không kém quá nhiều. Dương sư nói sử dụng kinh mạch của thánh thú trương huyền nhíu mày cái này giống như kiếp trước thay đổi nội tạng dùng thủ pháp đặc thù cắt từ sinh mệnh khác thay thế đến trên thân một người khác thánh thú cũng có thể chất khác biệt kinh mạch tự nhiên cũng giống như thế hẳn là không phải tùy ý thánh thú này cũng có thể được nha trương huyền suy nghĩ một chút nói nhân loại nhóm máu khác biệt thể chất khác biệt bộ phận thay thế sẽ xuất hiện bài xích kinh mạch thánh thú đổi lên thân thể người hẳn là cũng dính dáng vấn đề này Đương nhiên, nhất định phải thể chất tương đồng. Học sinh của ngươi là thuần âm thể, mà thánh thú thuần âm thể hầu như không tồn tại. Cho nên ta mới nói rất khó, thậm chí không có khả năng hoàn thành. Dương sư lắc đầu. Cái này. Trương Huyền lặng im. Thuần âm thể, nhân loại ra một cái cũng rất khó, huống chi thánh thú, muốn tìm được loại thể chất này, gần như không có khả năng làm được. Lão sư, khôi phục không được cũng không sao, thật ra thì như vậy cũng rất tốt. Nghe hai người đối thoại vào trong tai, Triệu Nhã mỉm cười. Lão sư một mực giúp nàng, nàng nhìn ở trong mắt, thực sự không thể, cái kia chính là ý trời, không cần thiết cưỡng cầu. Yên tâm đi, lão sư nói có thể giúp ngươi chữa khỏi, liền nhất định có thể. Chương 2903, đúc lại kinh mạch thượng. 2. Trương Huyền khoát tay áo, lần nữa nhìn qua. Trừ cái này, còn có phương pháp khác không? Cái này dương sư dừng lại một chút căn cứ tin tức ta biết loại tình huống này thánh thú đích xác khó tìm có điều thực sự tìm không ra cũng có thể dùng cây cối lợi hại thay thế cây cối đúng vậy cây cối không có quá nhiều thuộc tính hòa tan vào thân thể đồng dạng có thể đưa đến tác dụng thay thế kinh mạch chỉ bất quá cấp bậc cây cối bình thường rất thấp một khi sử dụng sau này thành tựu sẽ bị hạn chế dương sư giải thích cây cối coi như thánh dược ngàn năm cũng không cách nào so sánh được thánh thú, dù có thể đúc lại kinh mạch, cũng nhiều nhất bảo vệ tính mạng, muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, rất khó khăn. Này cũng phải, trừ khi cây cối cấp bậc cao, nhưng thứ này, đích xác khó tìm. Hả? Trương Huyền cảm xúc một tiếng, đang không biết như thế nào cho phải, đột nhiên trong lòng hơi động, vỗ chán một cái. Dây leo động hư hồ lô. Dây leo động hư hồ lô, ngay cả lôi đình cũng có thể hấp thu, trong đó kèm theo không gian, lực lượng mạnh mẽ so với thánh vực bát trọng cũng không hề yếu nếu để cho nó thay thế kinh mạch chỉ sợ hiệu quả so với rất nhiều thánh thú còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần dù sao xem như thánh thú cũng không dám thôn vệ lôi đình hô nghĩ đến cái này cổ tay trương huyền khẽ đảo dây leo lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay vội vàng nhìn về phía dương sư sư đệ người xem thứ này có thể làm hay không cái này sừng sốt một chút dương sư vội vàng nhìn lại một lát sau tràn đầy khiếp sợ cái này đây là vật gì dùng nhãn lực của hắn vậy mà không nhận ra đây rốt cuộc là loại bảo vật nào là dây leo động hư hồ lô trương huyền giải thích động hư hồ lô dương sư sững sờ không đúng ta gặp qua động hư hồ lô dây leo của nó tuyệt đối không phải cái dạng này cái này bị linh mạch tẩm bổ ít nhất vài vạn năm hơn nữa trong đó ẩn chứa không gian cùng lôi đình pháp tắc nếu như động hư hồ lô có loại năng lực này, chỉ sợ sớm đã bị người thay nhau nuôi dưỡng. Cái này, Trương Huyền nháy con mắt, có thể là dây leo này đã hấp thu không ít lực lượng sấm sét a. Cũng không phải như vậy, mặc dù động hư hồ lô là một loại cây cối rất cường đại, nhưng gặp lôi đình, vẫn là chạy được bao xa thì chạy, kia dù sao cũng là thiên đạo trừng phạt, hấp thu lôi điện, tuyệt đối không thể. Dương sư lắc đầu, đừng thảo luận dây leo này là cái gì. Ta chỉ muốn hỏi một chút, có thể dùng để thay thế kinh mạch hay không?" Trương Huyền nói. "Động hư hồ lô này là lúc trước Khâu Ngô của thánh lưu lại, vừa xuất hiện liền chui vào đan điền của mình, bất luận đuổi như thế nào cũng không ra, quả thực có chút kỳ lạ, có điều bây giờ không phải thời điểm nghiên cứu thứ này, chỉ muốn nhìn một chút, có thể thành công hay không?" Ẩn chứa lực lượng không gian, lại có lôi đình pháp tắc, dùng để thay thế kinh mạch, tuyệt đối là đồ vật tốt nhất, nếu Triệu cô nương có thể dùng thứ này đúc lại Tu vi nhất định nâng cao một bước, phá tan thánh vực cửu trọng, thậm chí xung kích cổ thánh cũng chưa biết chừng. Cẩn thận nghiên cứu một chút, con mắt của Dương Sư không ngừng sáng lên. Dây leo này ẩn chứa lực lượng cao thâm khó dò, xem như hắn cũng có chút khó mà xem hiểu, thật có thể rèn luyện thành kinh mạch, hòa tan vào thân thể, vận chuyển chân khí, nhất định càng thêm dễ dàng, thậm chí có thể dự trữ càng nhiều chân khí, để cho tu vi người ta đạt tới một loại trình độ kinh hãi. Quá tốt rồi. Nghe được có thể thay thế, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm, Trương Huyền siết chặt nắm đấm, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Chương 2904, đúc lại kinh mạch hạ. Một, Đưa phương pháp thay thế kinh mạch của ngươi cho ta xem một chút. Trương Huyền tiếp tục nói. Ở đây. Cổ tay Dương sư khẽ đảo, lấy ra một ngọc bài đưa tới. Ngón tay nhẹ nhàng phất một cái, nội dung lập tức chiếu vào trong óc, sau một khắc, Trương Huyền nhíu mày phương pháp của đối phương, quả thực có thể đúc lại kinh mạch, nhưng có thiếu hụt rất lớn, thứ nhất chính là giống như đối phương nói, quá trình thay thế cực kỳ bá đạo, bất kể thành công hay không, đều sẽ tổn hao nguyên khí. Giống như kiếp trước cấy ghép nội tạng, dù nội tạng xứng đôi, sau khi thay thế chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Huống chi kinh mạch, xuyên qua toàn thân, đi nhầm một điểm, cũng có thể dẫn phát biến cố khó có thể tưởng tượng. Sư đệ, người có thư tịch liên quan tới thay thế kinh mạch không, càng nhiều càng tốt, Ta nghiên cứu một chút. Nhìn xong toàn bộ nội dung, biết lấy kiến thức của hắn, trong thời gian ngắn rất khó tìm ra phương pháp thích hợp. Vị này đã nghiên cứu rất lâu, thậm chí đi tìm hội trưởng luyện khí sư công hội, trong tay hẳn là sẽ có không ít tư liệu liên quan tới phương diện này. Ta có không ít thư tịch, lúc trước vận dụng danh sư đường, sưu tập nhiều năm, bất quá rất nhiều đều là nói bậy, không hợp thực tế. Dương sư cười khổ lắc đầu, trước mặt lập tức nhiều ra một đống lớn thư tịch cổ xưa vì có thể đúc lại kinh mạch, hắn nghiên cứu loại thư tịch này không biết bao lâu, không có một vạn bản, cũng hơn 9 ngàn, chỉ bất quá tác dụng đều không lớn. Ta xem một chút, không để ý tới lời của hắn, con mắt trương huyền quét tới, sau một khắc toàn bộ đi vào trong óc. Chính xác, trong lòng hô khẽ, nội dung trong thư tịch cùng phương pháp của Dương Sư Dung Hợp, tạo thành một phương pháp mới. Trương huyền vội vàng nhìn, rất nhanh lắc đầu lần nữa, phương pháp đúc lại kinh mạch này, quả thực so với trước đó Dương Sư đưa cho, đơn giản hơn không ít, nhưng vẫn có thiếu hụt, ở trong quá trình thay thế cực kỳ nguy hiểm, làm không cẩn thận vẫn sẽ cho người hương tiêu ngọc vẫn. Thực lực của triệu nhã quá yếu. Trương huyền xoa xoa mi tâm. Kinh mạch của nhân loại quá mức phức tạp, nếu như thực lực của đối phương không tiêu tán, có lẽ còn có thể thử một lần, hiện tại giống như người bình thường, dây leo động hư hổ lô lại quá mức mạnh mẽ, dung hợp không tốt, không những không thể cứu người, còn có thể giết chết người. Giống như lắp động cơ máy bay lên xe đạp, không nói trước có thể thành công hay không, lốp xe đầu tiên là không chịu nổi trọng lượng. Đúng rồi, sơ đồ kinh mạch của nhân loại, nhất định là tốt nhất sao? Đột nhiên, trong đầu toát ra một ý nghĩ, cả người không khỏi sướng sờ. Thư tịch trước đó, đều là dùng kinh mạch nhân loại làm mô hình, cho nên đúc lại cực kỳ khó khăn, nhưng kinh mạch của nhân loại thì không có bất kỳ sai lầm nào sao? chưa chắc đi. Lấy hắn biết, rất nhiều công pháp lợi hại, thời điểm chân khí lưu chuyển đều không được tự nhiên, trên việc tu luyện thường thường không thể một lần liền thành. Có tồn tại kinh mạch càng cao minh hơn kinh mạch của nhân loại hay không? Thật muốn tồn tại, có lẽ có thể thay đổi cho triệu nhã. Trương Huyền nghĩ đến cái này liền không chần chừ, lần nữa ngẩng đầu nhìn tới. Sư đệ, người có kinh mạch đồ của thân thể hay không, thánh thú cũng được. Kinh mạch đồ, quả thực có không ít, không chỉ có thánh thú, còn có dị linh tộc, ta cũng chuyên môn nghiên cứu qua. Không biết vì sao hắn muốn thứ này, Dương Sư vẫn vật đầu, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một đống thư tịch. Dị linh tộc nghiên cứu danh sư, danh sư cũng sẽ nghiên cứu đối phương, chỉ có biết rõ phương pháp chân khí của bọn hắn vận chuyển, mới có thể suy đoán ra uy lực của công pháp, đối phó tốt hơn. Đa tả, chương 2905, đúc lại kinh mạch hạ. 2. Biết những vật này đều cực kỳ trân quý, nhưng đối phương không chậm trễ chút nào lấy ra, Trương Huyền tràn đầy cảm kích nhẹ gật đầu, con mắt quét tới. Rất nhanh, trong đầu xuất hiện một bộ kinh mạch đồ hoàn toàn mới. Hoàn toàn khác biệt của nhân loại, nhân loại có kỳ kinh bát mạch, nhưng cái trước mắt này chỉ có kinh mạch thông hướng chủ mạch toàn thân cùng tứ chi, kinh mạch tạp nham khác tất cả đều biến mất không thấy. Kinh mạch đồ này thiếu hụt ít nhất, khẳng định so với nhân loại càng thêm cường đại con mắt Trương Huyền nhịn không được sáng lên. Kinh mạch đồ của nhân loại, vừa rồi nhìn, thiếu hụt rất nhiều, nhưng cái trước mắt này, hầu như không có thiếu hụt, cực kỳ hoàn mỹ. Hơn nữa tạp mạch rất ít, có thể tiết kiệm không ít phiền phức, giảm bớt tổn hại đối với thân thể. Xác nhận nhiều lần, lúc này Trương Huyền mới thở ra một hơi, nhìn lại nữ hài trước mắt. Hiện tại ta muốn đúc lại kinh mạch cho ngươi, bất kể tiếp nhận bao nhiêu thống khổ, cũng đừng phản kháng, nếu không, một khi phạm sai lầm thần tiên khó cứu lão sư yên tâm triệu nhã nhẹ gật đầu trong ánh mắt tràn đầy kiên định đúc lại kinh mạch nhất định cực kỳ nguy hiểm lão sư cũng không e ngại nàng lại có cái gì có thể sợ hãi cùng lắm thì chết một lần mà thôi ta đã từng đúc lại kinh mạch có thể giúp một tay thấy hắn chỉ nhìn thư tịch một lát liền muốn động thủ dương sư vội vàng nhìn qua không cần ta sẽ sử dụng phương pháp mới người ra tay ngược lại sẽ thêm phiền phức. Trương Huyền lắc đầu, mới thiết kế ra được kinh mạch đồ, khác biệt nhân loại bình thường, tuy thực lực của đối phương mạnh, nhưng không hiểu rõ những cái này, rất dễ dàng phạm sai lầm, mà đúc lại kinh mạch, sai lầm nhỏ nhất cũng không thể xuất hiện. Phương pháp mới, ra mặt dương sư run lên, vị sư huynh này của hắn, mới vừa rồi còn không biết gì, chỉ nghiên cứu một hồi, lại sáng chế phương pháp mới. Không hổ là thiên nhận danh sư, phần thiên tư này, quả thực không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Ta bắt đầu. Để triệu nhã khoanh chân ngồi xuống, trương huyền nhíu mày, bàn tay lăng không chảo một cái. Phần phật. Dây leo xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chân khí tuôn ra, lực lượng tàn phá bừa bãi, trước đó dây leo to lớn nhỏ lại, không đến 10 phút đồng hồ, liền biến thành bộ dáng dây nhỏ. Trên đầu trương huyền cũng toát ra mồ hôi lạnh. May mắn hắn nắm giữ năng lực tiêu diệt linh tính của dây leo, thiên đạo chân khí cũng có áp chế rất mạnh, nếu không muốn luyện hóa thứ này, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Đi, ngón tay búng một cái, dây nhỏ lập tức chui vào mi tâm của triệu nhã, chậm rãi lan tràn trong thân thể. Dây leo vừa tiến vào trong cơ thể, nữ hài lập tức tiếp nhận thống khổ to lớn, toàn thân đổ mồ hôi. Kinh mạch của nàng đã vỡ vụn qua một lần, hiện tại dây nhỏ đi vào trong cơ thể, tương đương với rủi khoang trong thịt, thống khổ có thể tưởng tượng được đúc lại kinh mạch tương đương với xương vỡ trùng sinh không thể quá nhanh cũng không thể ngừng dương sư nhịn không được mở miệng trương huyền gật đầu không cần đối phương nói hắn cũng biết kinh mạch đi vào trong cơ thể cần tiến lên từng chút nếu không kinh mạch còn không có đúc lại thành công chỉ sợ người cũng đau chết trước cũng không thể nửa đường dừng lại nếu không chân khí chảy trở về rất dễ dàng chấn vỡ kinh mạch vừa mới bố trí lần đầu tiên may mắn không chết một lần nữa e là cho dù thiên đạo chân khí cũng không cách nào vãn hồi. Bất quá đã tìm được phương pháp, lại có đồ vật, từ từ tiến hành là được, dù sao hắn có nhiều thời gian. chương 2906, tin tức của Tôn Cường một. Kéo kẹt kéo kẹt, kèm theo kinh mạch chậm chạp đi vào trong cơ thể, khí chất cả người triệu nhã cũng phát sinh biến hóa nhưng trời lệch đất, thoạt nhìn càng thêm tinh khiết, thoát ly dương gian, không dính dáng tới tục khí. Phương pháp đúc lại kinh mạch này quả nhiên là bất phàm. Dương sư đưa cho phương pháp đúc lại kinh mạch, người đồng dạng tiếp nhận thống khổ, nhưng cần điều chỉnh không biết bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Phương pháp này của hắn, dù cũng làm bị thương thân thể, nhưng có thể khiến khí chất của người ta phát sinh biến hóa, nói rõ cao minh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá tốc độ đúc lại kinh mạch tương đối chậm, khả năng cần tiêu tốn một ngày. Dây leo đi vào trong cơ thể đối phương, còn phải bố trí kinh mạch đồ lần nữa là quá trình chậm rãi, đoán chừng ít nhất cần một ngày thời gian. Hơn nữa ở giữa còn không thể ngừng. Quá chậm, Trương Huyền Hịn không được cảm xúc. Từ khi tu luyện đến nay, bất kể là tu luyện hay đột phá, cơ bản rất ít vượt qua một canh giờ, đúc lại kinh mạch, lại phải tiêu tốn một ngày, để Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá đối phương là đệ tử thân truyền của hắn, coi như thời gian dài rằng rặc, cũng chỉ có thể từ từ tiến lên, không dám mạo hiểm. Chậm, nghe được hắn cảm xúc dương sư ở một bên nhịn không được co giật lúc đầu ta giúp người đúc lại một đường kinh mạch liền hao tốn ba năm người đúc lại toàn thân chỉ cần một ngày cái này cũng gọi chậm xem ra vị sư huynh này là không biết độ khó đúc lại kinh mạch thực lực của hắn như thế một đường kinh mạch cũng phải tốn ba năm người một ngày còn không biết đủ ba năm trương huyền im lặng thật muốn ba năm mới có thể đúc lại một đường kinh mạch khẳng định liền không làm tất nhiên sẽ nghĩ những biện pháp khác giúp triệu nhã khôi phục thực lực. Rất nhanh, hơn nửa ngày đi qua. Một mực suy trì tinh thần tập trung cao độ, Trương Huyền cũng mỏi mệt. Bất quá kèm theo kinh mạch trong cơ thể triệu nhã khôi phục càng ngày càng nhiều, không chỉ khí thức tăng thêm, khí chất cùng dung mạo cả người càng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như nói trước đó là nụ hoa ngậm nụ chưa nở, hiện tại đã nở hoàn mỹ. Xem ra kinh mạch hoàn toàn khôi phục, nàng kích hoạt thuần âm thể sẽ không còn chắc trở nhìn thấy học sinh biến hóa trương huyền thở phào nhẹ nhõm trước đó còn nghĩ sau khi kinh mạch khôi phục dùng phương pháp gì mới có thể kích hoạt thể chất của đối phương nhìn bộ dáng bây giờ dây leo động hư hồ lô thay thế hết kinh mạch coi như không cách nào triệt để kích hoạt thể chất khoảng cách cuối cùng hoàn thành cũng không kém lắm có một bước này đằng sau coi như không cần thải bổ chi thuật của băng nguyên cung hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành thần hồ kỳ kỹ dương sư một mực đứng ở phía sau nhìn con mắt càng ngày càng sáng. Dùng kiến thức cùng ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể thấy được phương pháp đúc lại kinh mạch của Trương Huyền so với hắn cao minh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, tận mắt nhìn thấy, rất nhiều nội dung đều có chút lý giải không được, cần cẩn thận suy nghĩ, thậm chí lật xem tư liệu mới có thể hiểu. Một người mới vừa tiếp xúc đúc lại kinh mạch, có thể làm được điểm ấy. Không hổ là thiên nhận danh sư, quả nhiên có năng lực người thường không thể tưởng tượng. Ừm, đang cảm xúc lòng bàn tay xuất hiện một ngọc bài, cúi đầu nhìn, mày nhân lại. Làm sao vậy? chương 2907, tin tức của Tôn Cường 2. Nhìn biểu tình của hắn biến hóa, trên tay Trương Huyền tiếp tục, ánh mắt nhìn lại. Đúc kinh mạch, chỉ cần không gián đoạn là được, nói chuyện gì đó cũng không ảnh hưởng. Là, quản gia kia của sư huynh. Sương sư vội vàng nhìn qua. Quản gia, ngươi nói Tôn Cường, hắn làm sao vậy? Trương Huyền nhíu mày. Lúc trước rời đi thánh tử điện lo lắng, không rảnh chiếu cố đối phương, có điều chỉ cần tên này không tìm đường chết rời đi, hẳn là hết sức an toàn, sẽ không có người tìm phiền toái. Biết hắn là giả mạo, ta để cho người đưa hắn đến tổng bộ danh sư đường, ai biết. Biết chân tướng, hắn quá mức thất lạc, tu luyện ra sự cố, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Dương sư dừng lại một chút, nói ra nội dung trên ngọc bài. Điều đó không có khả năng ánh mắt Trương Huyền híp lại. Phương pháp tu luyện của hắn đều là ta tự mình truyền thụ, cộng thêm có chút lười biếng, làm sao có thể xuất hiện sự cố, còn dẫn đến tử vong. Công pháp của Tôn Cường là hắn tự mình truyền thụ, coi như không phải cấp bậc thiên đạo, nhưng cũng đạt đến cấp bậc tinh giản, sai lầm cực ít, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, tuyệt đối không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Làm sao lại bởi vì thất lạc mà xuất hiện vấn đề? Có thể là danh sư đường, có người muốn từ trên người hắn dò xét công pháp của sư huynh, lúc này mới xuất hiện sai lầm. Dương sư hơi đỏ mặt nói, những người kia của danh sư đường, hắn hết sức rõ ràng, cũng không phải ác ý, mà là tò mò cùng khiếp sợ. Một quản gia tư chất hết sức bình thường, có thể tiến bộ nhanh như vậy, không tò mò công pháp của hắn đó là giả. Lại thêm thế giới quan của tôn cường triệt để sụp đổ, bị danh sư cửu tinh vây quanh, cẩn thận hỏi thăm, coi như không tiết lộ công pháp, dựa theo phương pháp của đối phương tu luyện cũng rất bình thường. Như vậy cùng trước kia tu luyện sinh ra xung đột, sẽ rất dễ dàng xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma. Ừm, hẳn là như vậy. Nghe hắn phân tích, Trương Huyền nhẹ gật đầu, sắc mặt tái xanh, muốn đi cứu người, nhưng nhìn thấy triệu nhã còn không có kết thúc, đành phải ngừng lại. Sư đệ, ta đi không được, khả năng còn phải làm phiền ngươi mang tôn cường tới, hắn từ thiên huyền đế quốc liền theo ta, ta không muốn để cho hắn nhận bất cứ thương tổn gì. Đối phương là Dương Sư, chỉ cần hắn ra mặt, Tôn Cường chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, hơn nữa ở tổng bộ danh sư đường, hắn xuất hiện, so với mình càng tốt, huống chi hiện tại quả thực đi không được. Cái này đơn giản, người là ta lệnh mang tới tổng bộ, tự nhiên phải chịu trách nhiệm. Dương Sư gật đầu cười, ngay sau đó nhíu mày. Chỉ là, người đúc lại kinh mạch không thể bị người quấy dày, ta rời đi như thế, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm. Đúc lại kinh mạch, cực kỳ dườm già phức tạp, hơn nữa không thể bị quấy dày, hắn ở bên cạnh, có thể hộ pháp, một khi rời đi xuất hiện biến cố, muốn cứu cũng không kịp. Ta bên này không có gì, ngụy trang thân phận, chứ ngươi sẽ không có người biết được, ngươi thông báo người luyện khí sư công hội một tiếng, sẽ không có người dám tới làm loạn, cho nên không có nguy hiểm gì. Bên tôn cường không thể bị dở dang. Trương Huyền nói dù liên minh đế quốc có danh sư đường, nhưng mà dùng năng lực ngụy trang của hắn, muốn điều tra ra còn rất sớm, lại nói dương sư chỉ là biểu hiện ra thân phận luyện khí sư cửu tinh, cũng không biểu hiện ra thân phận danh sư, sẽ không để cho người khác nghi ngờ. Lại thêm kinh mạch trong cơ thể triệu nhã đã khôi phục hơn phân nửa, nhiều nhất 2-3 canh giờ, liền có thể hoàn toàn kết thúc, hơn nữa kinh mạch sau khi sửa chữa, không nguyện ý bị đối phương nhìn thấy, có cớ để hắn rời đi, không còn gì tốt hơn. Tốt, ta sẽ triệt để phong ấn nơi này, đi tổng bộ, ta có thể dùng truyền tống trận của băng nguyên cung, thời gian sẽ không quá dài. Suy tư một chút, biết đối phương nói không sai, chuyện tôn cường không thể bị dở dang, dương sư nhẹ gật đầu, bàn tay lăng không chảo một cái, triệt để phong ấn bốn phía, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bàn chân đạp mạnh, bay về phía băng nguyên cung. Trường 2908, Trương Huyền đi ra nhận lấy cái chết. Một, Dương Sư mới vừa bay không xa, đột nhiên vỗ chán một cái. Làm sao lại quên sự tình hưng mộng kiếm thánh nhỉ? Mộng kiếm thánh một mực hoài nghi vị sư huynh này của mình là con trai của nàng, trước khi đến, cũng muốn điều tra một chút, kết quả biết đối phương là thiên nhận danh sư, quá mức khiếp sợ, ngay sau đó lại lĩnh mộ thủ pháp đúc lại kinh mạch của đối phương, trong lúc nhất thời thế mà quên mất không còn một mảnh. Đổi lại những người khác, hắn có thể nhìn ra, nhưng vị này, tâm cảnh khác độ so với hắn chỉ cao không thấp, thân thể càng thiên biến vạn hóa, nhìn thấu dung mạo vốn có cũng khó khăn, huống chi là kiểm tra nguồn gốc. Được rồi, hưng mộng kiếm thánh ở băng nguyên cung, ta lặng lẽ nói cho bọn hắn, để bọn hắn tự mình tới kiểm tra, hẳn là càng dễ xác nhận. Dương sư lắc đầu, tiếp tục bay đi. Tuy hắn biết không ít về vị tiểu thiên tài kia, nhưng chân chính muốn xác nhận, còn cần hai vị này tự mình tới mới được, như vậy sẽ không gây thêm phiền phức nữa, dù sao cách cũng không xa. Dương sư rời đi, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, một mực giả mạo đối phương, tận mắt nhìn thấy bản tôn, còn có áp lực rất lớn, may mắn đối phương nhận ra hắn là thiên nhận danh sư, nếu không trách cứ, coi như giải thích nhiều hơn nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Bắt đầu đi. thấy bốn phía yên tĩnh, Trương Huyền phun ra một ngụm chọc khí, hai hàng lông mày lập tức nâng lên. Kinh mạch đồ mới quá kinh thế hãi tục, vì để tránh cho phiền phức, vừa rồi thời điểm đối phương ở đây, chỉ đúc lại kinh mạch đồ cơ sở nhất cho triệu nhã, không có dính đến thay đổi, giờ phút này rời đi, không còn cố kỵ, không cần che giấu nữa. Triệu nhã, một lát nữa đúc lại kinh mạch, sẽ đi qua địa phương trước kia ngươi không có kinh mạch, thống khổ sẽ tăng thêm gấp 10 lần, nhất định phải chịu đựng. Biết làm như vậy sẽ mang tới kết quả gì, vẻ mặt của Trương Huyền nghiêm túc dặn dò một câu. Kinh mạch đồ mới khác biệt kỳ kinh bát mạch trước kia, những địa phương mới xuất hiện này giống như núi sông chưa khai hoang qua, cưỡng ép truyền vào, sẽ cho người cảm giác đau đớn như binh khí đâm thủng, mấu chốt nhất là còn từng tấc từng tấc tiến lên, thống khổ có thể tưởng tượng được. Nhưng núp lại kinh mạch, nhất định phải trải qua những giai đoạn này, coi như hắn có thiên đạo chân khí cũng bất lực, bởi vậy chỉ hy vọng đối phương kiên trì, không đến mức không chịu nổi. Lão sư yên tâm, triệu nhã cắn chặt sang ngà, ánh mắt kiên định. Dây leo biến thành kinh mạch đi vào trong cơ thể, không chỉ để cho nàng cảm nhận được hy vọng khôi phục, còn có xúc động đột phá, đã như vậy cho dù chết cũng phải kiên trì. Vậy thì tốt rồi. Thấy nàng có lòng tin, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, chần chờ một chút, ngón tay liên tục điểm ra. Xì xì xì. Mấy đạo chân khí tuôn ra, ở trên người đối phương hình thành một dây nhỏ hình dáng kén tầm, bọc thành bánh trưng, che lại huyệt vị cùng bộ phận quan trọng trên thân thể, làm xong hết, lúc này mới tiếp tục khống chế dây leo, tăng thêm tốc độ chạy trong cơ thể đối phương. Kinh mạch đồ mới, mặc dù là sản phẩm của thiên đạo thư viện không có khả năng có lỗi nhưng chưa hề thí nghiệm qua đi vào thân thể sẽ xuất hiện tình huống như thế nào ai cũng không rõ ràng được xem như hắn cũng không dám mạo hiểm dùng chân khí bao vây huyệt vị cùng các bộ phận một khi xuất hiện không may chân khí sẽ dọc theo huyệt đạo chảy vào trong cơ thể còn có thể bảo vệ đường sống nếu không chờ xuất hiện biến cố lại động thủ thần tiên cũng không kịp cứu hô 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 dây leo lan về phía địa phương chưa được khai hoang tinh thần của Trương Huyền tập trung cao độ. Lão sư, thanh âm thống khổ của nữ hài vang lên. Trương Huyền vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó cảm nhận được triệu nhã cắn chặt hàm răng, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Thực sự quá đau, nếu không phải vì nhanh chóng kích hoạt thuần âm thể, tiếp nhận không biết bao nhiêu trắc trở, chỉ sợ lần này đã hôn mê. Chịu đựng, có kinh mạch mới, sau này người phát triển sẽ có trợ giúp rất lớn. Trương Huyền giải thích, ta biết, Triệu Nhã gật đầu. Vậy thì tốt rồi. chương 2909, Trương Huyền đi ra nhận lấy cái chết. Hai. Nghe nàng trả lời, nói rõ còn có thể kiên trì, Trương Huyền thở phào nhẹ nhóm, khống chế dây leo tiếp tục kéo dài. Âm ầm, Dây leo xông qua một cái giảng buộc, đột nhiên khí tức trong người Triệu Nhã phát sinh biến hóa, trong chốc lát trở nên lạ lắm, trong lăng lệ mang theo hung hán, giống như muốn xé nát hắn. Cỗ khí tức này bay thẳng linh hồn, giống như nguyên thần cũng không chịu nổi, sẽ bị nghiền thành bụi phấn. Đây là khí tức của dị linh tộc. Con người của Trương Huyền co rụt lại. Cỗ khí tức này quá quen thuộc, chính là dị linh tộc mới có, hắn dùng thiên đạo chân khí cũng có thể bắt trước ra, chỉ bất quá bắt trước giống cũng không tinh thuần như vậy. Giống như thời khắc này triệu nhã trong nháy mắt thuế biến thành hoàng giả dị linh tộc, huyết mạch hung ác cường đại hơn rất nhiều. Chẳng lẽ bởi vì dung hợp kinh mạch đồ của dị linh tộc, Trương Huyền sầm mặt lại. Hắn sử dụng kinh mạch đồ mới này, không chỉ dung hợp thánh thú, còn có dị linh tộc, vừa rồi khu vực dây leo chạy qua, là nhân tộc không có, nhưng dị linh tộc vừa vẫn có. Chỉ là kinh mạch tương đồng, không nghĩ tới khí tức thân thể cũng sẽ phát sinh biến hóa. Triệu nhã, người cảm giác thế nào? Trương Huyền nhịn không được nữa, vội vàng hỏi. Ta, không có, gì? Thanh âm của triệu nhã cực kỳ yếu ớt, xem ra đã dùng hết toàn lực mới có thể nói ra ba chữ này nghe nàng không có việc gì trương huyền thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng nghi ngờ kinh mạch của dị linh tộc khác nhân loại chẳng lẽ nguyên nhân chính là như vậy cấp độ tính mạng của bọn hắn mới cao hơn nhân loại dị linh tộc vừa ra đời ít nhất nắm giữ thực lực hóa phàm cảnh hơn nữa từng cái tuổi thọ rất lâu chỉ cần không bị giết có thể nhẹ nhõm sống trên vạn năm đây là nhân loại đạt đến thánh vực đỉnh phong Thậm chí cổ thánh cũng không cách nào làm được. Chỉ từ điểm ấy, cũng có thể thấy được, cấp độ tính mạng của bọn hắn cùng nhân loại là hai loại khái niệm. Giờ phút này Triệu Nhã thay đổi kinh mạch, từ khí tức ôn nhuận của nhân loại, đột nhiên biến thành khí tức của dị linh tộc. Có phải cho thấy, kinh mạch khác biệt mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hai loại sinh mệnh khác biệt? Nếu thật như vậy, nhân loại có thể đổi kinh mạch đồ của dị linh tộc hay không? Một khi thành công, phát triển lâu dài Nhân loại có thể trở nên càng thêm cường đại, hơn nữa tuổi thọ sẽ trở nên càng dài hay không? Nghĩ đến cái này, hắn cũng nhịn không được nữa, tinh thần câu thông thiên đạo chi thư, một lát sau lại nhận được câu trả lời thê thảm. "Chủ nhân, kinh mạch của dị linh tộc quả thực khác nhân loại, có điều loại dây leo này chỉ có một, kinh mạch nghiền nát còn có thể sống được. Cũng chỉ có người mới có thể làm, đổi lại những người khác, xem như Dương sư cũng không hoàn thành được." Này cũng phải Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Quả thực, dây leo động hư hồ lô chỉ có một, kinh mạch của triệu nhã nghiền nát, còn có thể sống sót, là nhờ bản thân dùng hết toàn lực duy trì. Hai thứ này thiếu một thứ cũng không được, có thể nói không thể phục chế, muốn thúc đẩy ở trên người nhân loại bình thường, căn bản không thể nào làm được. Lại nói, toàn bộ kinh mạch nghiền nát, sau đó thong thả đúc lại. Quá trình này trừ triệu nhã có thể chất đặc thù, tâm tư tinh khiết mới có thể thừa nhận được, những người khác muốn tiếp nhận, chỉ sợ rất khó. Xem ra toàn diện phát triển là không thể nào. Trương Huyền lắc đầu tiếc hận. Nếu như nhân loại có thể giống như dị linh tộc, nắm giữ tuổi thọ vài vạn năm cùng thiên phú siêu cường, tuyệt đối sẽ người người như rồng, coi như danh sư đường không tồn tại, cũng sẽ không yếu hơn đối phương. Chỉ tiếc loại phương pháp này không thể phát triển, không nói truyền toàn bộ kinh mạch đồ vào, sẽ xuất hiện kết quả như thế nào, Triệu Nhã có thể trở nên hung tàn giống như dị linh tộc hay không còn rất khó nói nên đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp tục, biết tên đã lên dây, không bắn không được, Trương Huyền cũng không có dừng lại, tiếp tục khống chế dây leo đi tới, thời điểm khí tức dị linh tộc trong cơ thể nàng càng lúc càng nồng nặc, một tiếng quát to vang vọng toàn bộ đại điện, chấn lư không lắc lư. Trương Huyền, còn không đi ra nhận lấy cái chết. Tê Lạp, kèm theo lời nói, phong ấn của đại điện bị một lực lượng mạnh mẽ xé rách ra. 2 2910, ai dám động lão sư ta? Thường, một ừm trương huyền ngẩng đầu nhìn ngay sau đó nhìn thấy trương gia đại trưởng lão trương vô ngân cùng băng nguyên cung u nhược tâm lơ lửng ở giữa không trung ánh mắt n hai người hư điện trên người tản mát ra khí tức cường đại vừa rồi công kích chính là một vị trong đó thi triển dương sư lưu lại phong ấn ngăn cản thánh vực cửu trọng bình thường không thành vấn đề nhưng ở trước mặt hai vị cường giả đỉnh cao kia vẫn không đỡ nổi một đòn quả nhiên giỏi ngụy trang nếu như không phải khí tức dị linh tộc xuất hiện ngay cả ta cũng nhìn không ra. Trương vô ngân cười lạnh một tiếng, từ không trung từng bước một đạp xuống, nhìn chằm chằm thanh niên trong đại điện, sợ hắn chạy trốn. Trương huyền, người còn có lời gì muốn nói? Trong lời nói lực lượng hùng hồn áp bước đến, tựa hồ muốn ép mặt đất thành bụi phấn, Trương huyền đứng mũi chịu sao, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, hô hấp khó mà duy trì. Dù đột phá đến thánh vực bát trọng động hư cảnh, nhưng vẫn không phải đối thủ của vị đại trưởng lão trước mắt này thực lực của đối phương, chỉ sợ đã bước vào đại thánh chân chính, nếu không không có khả năng vượt qua lôi kiếp vũ không cảnh chỉ bị thương ngoài ra, không có bị thương căn bản. Ta không lời nào để nói, bất quá có thể cho ta hai canh giờ hay không, ta có chuyện trọng yếu cần làm. Thấy đối phương xác định, biết ngụy Trang đã không có bất cứ ý nghĩa gì, thân thể trương huyền nhúc nhích, khôi phục bộ dáng cũ, ngẩng đầu nhìn qua. Hiện tại triệu nhã đang ở thời kỳ mấu chốt, không thể gián đoạn, nếu không ai cũng không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Đúc lại kinh mạch xong, trương gia, băng nguyên cung, thánh tử điện. Tất cả mâu thuẫn, cùng một chỗ thanh toán cũng không muộn. Hai canh giờ, cho người thời gian chạy trốn ư, nằm mơ. Trương vô ngân cười lạnh nói. Chư vị cũng hiện thân đi, nếu như trước đó nghi ngờ ta báo cáo, hiện tại hẳn tận mắt thấy đi. Khí tức sát lục nồng đậm, coi như không phải dị linh tộc, cũng khẳng định là bảo vật của dị linh tộc thân là danh sư, nhưng cấu kết dị linh tộc, loại tội lỗi này, không cần ta hỏi nhiều, chắc hẳn danh sư đường các ngươi cũng có kết luận. Dầm, tiếng nói kết thúc, bốn phía vang lên vô số tiếng xé gió, mười mấy vị danh sư từ bốn phương tám hướng bay tới, từng người mang theo khí thức cường đại, so với trưởng lão băng nguyên cung cũng không hề yếu, lực lượng bao phủ bốn phía, cho người ta một loại cảm giác thiên địa sụp đổ. Đều là cửu tinh, con người của Trương Huyền co rụt lại, thân thể cứng đờ trước mắt xuất hiện danh sư, trước ngực đều giống như khúc trưởng lão, theo huy chương cửu tinh, lại thêm lực lượng trên người, vừa nhìn liền biết, ít nhất đạt đến cửu tinh. Mười mấy vị danh sư cửu tinh đồng thời xuất hiện, chỉ vì bắt mình. Mình còn không có mặt mũi này nha. Tuy ở trương gia, băng nguyên cung, thánh tử điện náo động ra sự tình không nhỏ, nhưng trương vô ngân, u nhược tâm đồng thời xuất hiện, lại có một hai vị danh sư cửu tinh đã là trận thế rất lớn, một lần mười mấy người lúc nào danh sư cửu tinh không đáng giá như vậy? Sẽ không phải tất cả cường giả của tổng bộ danh sư đường đều tới đây chứ? Người chính là Trương Huyền. Trương Huyền đang khiếp sợ, một lão giả nhìn qua, trong mắt mang theo nghi ngờ cùng không hiểu. Quyền đường chủ nhậm thanh viễn nghe được tam đại thế lực liên hợp báo cáo, vốn cho rằng ra hỏa để mọi người đầu đau kia có ba đầu sáu tay, thực lực hơn người, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thoạt nhìn chỉ chừng 20 tuổi, bộ dáng bình thường không nói, thực lực cũng chỉ có động hư cảnh sơ kỳ, không có chỗ nào để cho người ta khiếp sợ. Thật muốn nói có địa phương xuất chúng, cái kia chính là đối mặt nhiều cường giả như vậy, còn có thể mặt không đổi sắc, tâm tính không yếu, thậm chí vượt qua danh sư cửu tinh bình thường. chương 2911, ai dám động lão sư ta? Thượng, hai Tại hạ Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu trả lời. Sự tích của người ta đều nhìn qua, hai lần sông đường thành công, một lần xông danh sư lầu thành công đủ loại phụ tu thiên tư tuyệt đỉnh càng phá vỡ âm mưu của dị linh tộc thanh điền hoàng thất công lao to lớn nhưng thân là danh sư cần lấy đức làm đầu đại náo trương gia thánh tử điện thậm chí băng nguyên cung trong ba chuyện bất kỳ một cái nào cũng có thể hủy đi tất cả công lao của ngươi đến cùng vì cái gì nhậm thanh viễn nhịn không được nói đối phương vốn có một tương lai tốt đẹp nhưng vì sao hết lần này tới lần khác tự tay chôn vùi nói những thứ này làm gì, nhậm đường chủ không phải người bởi vì hắn là thiên tài danh sư không có thế lực nên muốn bao che chứ. trương huyền còn chưa kịp nói chuyện, trương vô ngân ở một bên lạnh lùng cười. bao che này thì không đến mức, bất kể là danh sư hay người bình thường, chỉ cần phạm sai lầm đều sẽ bị trừng phạt. hoàng tử giống như thứ dân. nhậm thanh viễn nói như vậy tốt nhất, trương huyền này ở trương gia có ý định làm loạn, hủy hoại vô số kiến trúc đả thương vô số trưởng lão tội ác tài trời nếu ngươi nói cùng tội như thứ dân vậy ta liền không khách khí người đâu bắt lại cho ta tuyệt đối đừng để hắn chạy trương vô ngân vung tay lên dầm bốn phía xuất hiện bảy tám người từng người đều mặc trang phục của trương gia thân ảnh lắc lư đồng loạt bay tới đều là cường giả trương gia mỗi cái thực lực đạt đến thánh vực cửu trọng mấy người liên hợp không gian bốn phía bị phong tỏa xem ra muốn dùng truyền tống trận chạy trốn cũng không làm được. Hắn phá hư thánh tử điện ta, bỏ qua trên dưới, tổn thương trưởng lão, thánh tử điện ta cũng sẽ không bỏ qua. Siêu siêu siêu, lại một tiếng hét lớn, thánh tử điện quyền điện chủ chiêm sư bay tới, hơn 10 cường giả thánh tử điện huyền phù ở trên không, từng người nhìn về phía trương huyền. Thân là học viên của thánh tử điện, nhưng đại náo chủ điện, phá hủy vô số kiến trúc, càng đả thương đám người chiêm sư, đã chạm đến ranh giới cuối cùng. Trương Huyền, người hủy băng nguyên cung ta không nói, còn bắt thiếu cung chủ của chúng ta, tội không thể tha. U Nhược Tâm cũng tới trước một bước, trên người sóng khí nổ tung. Đối phương ngụy Trang Dương Sư, bắt đi triệu nhã, phá hủy băng nguyên cung vô số kiến trúc. Bất kể bên nào, đều bị hắn lên cơn giận dữ, hận không thể trực tiếp xé. Bắt đi thiếu cung chủ, người nói ta bắt đi triệu nhã, đường đường băng nguyên cung, như vậy đổi trắng thay đen không để ý tới đám người trương vô ngân cùng chiêm sư trương huyền ngẩng đầu nhìn về phía u nhược tâm cái khác quả thực là sai lầm của hắn không có gì phải phủ nhận nhưng nói hắn bắt triệu nhã quả thực chính là sai lầm nghiêm trọng nếu như không phải các ngươi vì kích hoạt thuần âm thể mà bỏ qua đạo nghĩa dẫn đến triệu nhã cầu cứu sao đến mức xuất hiện nhiều biến cố như vậy kẻ cầm đầu chính là băng nguyên cung các ngươi thế mà còn trả đúa nói ta bắt triệu nhã Thật đúng là đen trắng điên đảo, ăn nói bừa bãi. Đường Đường thế lực lớn một phương, lại thuận miệng nói bậy, lực khống chế của danh sư Đường thật lỏng lẻo như thế sao? Nghĩ đến cái này, Trương Huyền nhịn không được nữa ngẩng đầu nhìn về phía các danh sư Cửu Tinh, ánh mắt băng lãnh. Ta cho rằng tổng bộ danh sư Đường có thể làm được công bằng công chính, không có thiên vị, lúc nào cũng thành một ruột với Băng Nguyên Cung. Chương 2912, ai dám động đến lão sư ta hạ? một lão sược nghe nói như thế các danh sư cử tinh đồng thời hét lớn tổng bộ danh sư đường với tư cách thế lực đỉnh phong nhất đại lục từ trước tới nay công bằng công chính bây giờ lại bị đối phương nói liên hợp với băng nguyên cung tất cả đều giận dữ lão sược vậy thì lão sược đi dù sao ở trong mắt các ngươi tội danh của ta đã đủ rồi trương huyền lắc đầu trên tay tiếp tục đúc lại kinh mạch cho triệu nhã giọng nói có vẻ hơi tiêu điều Khó trách Dương sư thất vọng với tổng bộ danh sư đường, không muốn trở về, cách làm trong đó quả thực để cho người ta khó mà tiếp nhận. Thân là tổng bộ danh sư đường, muốn dò xét Triệu Nhã là học sinh của mình hẳn là rất đơn giản, bản thân vì cứu người, lại trở thành cướp người. Không tra rõ ràng, liền hùa theo băng nguyên cung, quả thực mất đi uy nghiêm của danh sư. Nếu biết bản thân có tội, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. U Nhược Tâm nhìn lại, thiếu cung chủ của chúng ta đâu người giấu nàng đi đâu rồi còn không mau giao ra đây là thiếu cung chủ của các ngươi trương huyền chỉ về phía trước ngươi nói cái gì u nhược tâm sững sờ người trước mắt bị chân khí bọc giống như bánh trưng vừa nhìn liền biết là dị linh tộc lại còn nói là thiếu cung chủ của các nàng chẳng lẽ tên này dùng bí pháp đặc thù gì biến thiếu cung chủ thành dị linh tộc dị linh tộc không phải trời sinh sao đừng nghe hắn nói bậy hiện tại hắn đang trì hoãn thời gian, sau đó nghĩ biện pháp chạy trốn, mọi người cùng nhau ra tay, trước bắt hắn lại, phong tỏa chân khí lại tiến hành thẩm vấn. Trương vô ngân hét lớn. Không sai, trực tiếp động thủ, nếu không tên này có rất nhiều thủ đoạn, ai cũng không dám bảo đảm sẽ xuất hiện vấn đề gì. Khúc trưởng lão ở trong đám người cũng quát lên. Vị trước mắt này, tuy không có thực lực, nhưng lại có thú sủng, có lôi kiếp, bọn họ gặp qua nhiều lần, không dám mạo hiểm, ngộ nhỡ chậm chế một hồi, lại làm ra thủ đoạn gì để bọn họ không thể lý giải, như thế mọi người sẽ lấy giỏ chúc múc nước, thật sự thành trò cười, nói xong xoay người ôm quyền. Đường chủ, khóa tu vi lại là được, đừng hạ nặng tay. Nhậm thanh viễn nhẹ gật đầu. Danh sư đường đã phát lệnh truy nã, tự nhiên phải có thể hiện, trước bắt đối phương lại nói, sau đó muốn hỏi thăm cũng không muộn. Vâng, dầm, khúc trưởng lão nhẹ gật đầu, nhìn về phía trương vô ngân. Đại trưởng lão, người cũng nghe rồi đấy, ra tay đi. Được, trong mắt trương vô ngân lóe sáng, vẫy bàn tay một cái. Phần Phật, bảy tám cao thủ trương gia lập tức vây quanh, từng người lực lượng cường đại, giống như ở chung quanh bố trí một thiên la địa võng. Kỳ lân thú, hộ chủ. Biết một khi bị bắt, quá trình đúc lại kinh mạch sẽ bị gián đoạn, sắc mặt trương huyền tái xanh, bàn tay run lên, thả hỏa diễm kỳ lân thú ra hắn bị cố định ở nguyên chỗ, không cách nào động đẩy, cũng chỉ có thể dựa vào thú sủng. May mắn hai ngày này, thông qua dược liệu cùng thiên đạo chân khí điều tiết, thương thế trên người đối phương đã tốt đẹp, nếu không thật không biết làm sao cho phải. Âm âm, kỳ lân thú xuất hiện, lập tức gào thét, móng vuốt bổ tới. Tê lạp, chương 2913, ai dám động đến lão sư ta hạ? Hai, cũng không biết là nhìn ra trận pháp liên hợp của đối phương thiếu hụt, hay lực lượng quá mức hung mãnh một chảo đi xuống, không gian bốn phía bị xé nứt, tất cả cường giả trương ra đồng thời lui về phía sau. Những cường giả này, dù đều tính là đại lục đỉnh phong, nhưng kỳ lân thú khôi phục thực lực, thánh vực cửu trọng đỉnh phong, trừ đại thánh, cửu trọng bình thường căn bản không làm gì được. Nhiệt xúc, trương gia cung phụ người ba năm, thế mà trợ giúp người khác tới đối phó chúng ta, tự tìm cái chết. Sớm đoán được đối phương sẽ tế ra kỳ lân thú, đại trưởng lão lăng không bước ra, Năm ngón tay cong cong. Phần phật, một bảo vật tựa như lưới đánh cá xuất hiện, trên không trung càng biến càng lớn. Giống. Nhìn thấy thứ này, ánh mắt của Kỳ Lân thú lộ ra vẻ hoảng sợ, bị dọa đến vội vàng lui về phía sau, muốn chạy trốn, có điều bảo vật kia giống như phong ấn không gian, bất kể nó lui về phía sau như thế nào cũng chạy không được. Không nghĩ tới đại trưởng lão mang khốn long tác tới. Đúng vậy, lúc trước gia chủ là dùng thứ này bắt Kỳ Lân thú thanh khí tuyệt phẩm, phối hợp thêm thực lực của đại trường lão, coi như kỳ lân thú mạnh hơn cũng vô dụng. Nhìn thấy lưới đánh cá hạ xuống, đám người trương gia đều thở phào nhẹ nhõm. Khốn long tác ngay cả thánh thú có huyết mạch long tộc cũng có thể vây khốn, dù hỏa diễm kỳ lân thú mạnh mẽ, nhưng so với những thánh thú có huyết mạch long tộc thì vẫn chênh lệch không ít. Dầm! Trong âm thanh đối thoại, khốn long tác rơi vào trên người kỳ lân thú, nó lập tức bị trói, không ngừng dễ ruộng nhưng không cách nào chạy trốn. Đến đây đi, lăng không chào một cái, khốn long tác từ từ nhỏ dần, rơi vào lòng bàn tay trương vô ngân, kỳ lân thú giống như bị phong ấn ở một không gian khác, cực kỳ tức giận, nhưng không làm nên chuyện gì. Ừm, không nghĩ tới đối phương có loại bảo vật này, ánh mắt của trương huyền híp lại. Thực lực của hắn bây giờ, không mượn lôi kiếp mà nói, đối với cường giả như trương vô ngân, một chút uy hiếp cũng không có át chủ bài lớn nhất của hắn chính là thú sủng này, tiếp tục động thủ đi. Chói kỳ lân thú lại, trương vô ngân vẫy tay một cái. Phần phật, vô số cường giả lần nữa bay tới, từng đạo lực lượng như gông xiềng, trong nháy mắt triệt để bao phủ trương huyền ở bên trong. Thúc thủ chịu chói đi. Một cường giả trương ra cười lạnh, ngón tay điểm ra, một đạo quang mang bắn tới mi tâm của trương huyền, xem ra một khi đánh chúng, tu vi sẽ lập tức bị đánh tan, lực lượng mạnh hơn cũng khó mà chạy trốn thân thể trương huyền cứng ngắc tình huống hiện tại của hắn động cũng không thể động chứ nói chi là trốn xem ra chỉ có thể để phân thân và ngoan nhân ra nếu không tu vi bị đánh tan không cách nào tiếp tục truyền vào kinh mạch bị bắt chỉ là việc nhỏ quan trọng là triệu nhã sẽ gặp phiền phức làm không cẩn thận sẽ thật hương tiêu ngọc vấn khó mà cứu chữa bất quá thả ngoan nhân ra là tương đương với tìm chết tổng bộ danh sư đường rất khó giải thích hơn nữa sự tình phân thân càng khó lòng giải bày, làm không cẩn thận sự tình thư viện sẽ lộ ra ánh sáng. Được rồi, lộ ra ánh sáng liền lộ ra ánh sáng. Thấy lực lượng của đối phương sắp tới trước mắt, không chậm trễ được nữa, Trương Huyền cắn răng, lật bàn tay, đang muốn thả ngoan nhân ra, liền nghe một thanh âm chuyển đến, tựa như tiếng sấm vang rền. Ai dám động lão sư ta? Âm âm, tiếng nói còn chưa kết thúc, ánh sáng phóng tới lập tức biến mất không thấy hình bóng, sau một khắc, vị cao thủ trương ra công kích trương huyền kia từ không trung rất xuống, miệng mũi không ngừng thổ huyết. Cái gì? Mấy vị cường giả khác không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện loại biến cố này, vội vàng xoay người, cũng không kịp phản ứng, đồng thời từ không trung rơi xuống, từng cái nằm trên mặt đất, không ngừng run dày. Độc điện hữu hộ pháp thẩm khuyết độc thủ tôn giả Hà Quảng Vũ, vạn độc tôn giả Lâm Giang Hải cứu giá chậm trễ, mong đại nhân thứ tội. Vù, 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 ba bóng người bất ngờ xuất hiện ở trước mặt Trương Huyền, quỳ một chân trên đất. chương 2914, nghe ta an bài một. Sao người độc điện lại tới? Nghe nói tân điện chủ của độc điện là tổ sư chuyển thế, tiên thiên độc thể, bá đạo có một không hai, danh sư đường phái danh sư cửu tinh đến dò xét cũng bị độc ngất. Làm sao lại chạy tới cứu người? Ta xem qua tư liệu của vị trương huyền này, hắn từng ở thanh nguyên đế quốc, từng cứu độc sư của độc điện, sáp nhập vào chiến sư đường, có thể bởi vì cái này mà thiếu ân tình hay không? Đây chẳng qua là độc điện cấp thấp, sẽ không có tư cách mời được hữu hộ pháp, bốn đại tôn giả đến. Vừa rồi có người hô to, ai dám động lão sư ta? Có ý tứ gì, chẳng lẽ học sinh của Trương Huyền là mấy vị độc sư này? Biến cố nảy sinh, tất cả mọi người xôn xao. Người người đều cho rằng lần này Trương Huyền khó thoát tai kiếp, làm sao cũng không nghĩ đến, đột nhiên toát ra ba nhân vật đỉnh phong của độc điện tới cứu giá. Ba người này, mỗi người dậm chân một cái cũng có thể để đại lục run rẩy nhốt danh sư cửu tinh và đối phương vào một cái phòng, chết hơn phân nửa là danh sư cửu tinh, như vậy có thể thấy được kinh khủng. Độc điện từ trước tới nay đặc lập độc hành, không phục quản lý, dám từ xào huyệt đi ra, không bằng. Khúc trưởng lão nhẹ nhàng đi tới trước mặt quyền đường chủ nhậm thanh viễn, làm động tác chém xuống. Mấy năm này độc điện xuất hiện biến cố, tà hộ pháp hồ nhất vì bị dương sư bắt trở thành hạ nhân, hai vị tôn giả khác đều chết, ba người này xem như người mạnh nhất trừ điện chủ, coi như muốn động thủ cũng phải cẩn thận, không cần thiết giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm. Nhậm thanh viễn suy nghĩ phút chốc, gật đầu. Danh tiếng của độc điện từ trước tới nay không tốt, chỉ bất quá thân cư sơn lâm, có độc trướng, cảm bẫy, che chở, xem như danh sư đường cũng không cách nào đại quy mô vây công, hiện tại dám rời sau huyệt chạy đến nơi đây làm loạn, quả thực là cơ hội vây giết tốt nhất. Nhậm sư yên tâm, độc biện vẫn luôn là nhân tố không an ổn, chúng ta đã sớm làm xong chuẩn bị tiếu trừ, trốn ở sơn cốc không ra, có thể sẽ thiệt thòi lớn, chạy đến nơi đây. Hừ, tuyệt đối là tử kỳ của bọn hắn. Ánh mắt của khúc trưởng lão run lên. Vậy là tốt rồi. Nhậm thanh viễn nhẹ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, mười mấy vị danh sư cửu tinh ở trên không hiểu ý, lặng lẽ phân tán ra, bao vây toàn bộ lộ tuyến có thể chạy trốn không để ý tới việc làm của các danh sư ở trên không cùng nguy hiểm sắp tới trước mặt đám người thẩm khuyết lâm giang hải nhìn về phía thanh niên trước mắt có thể để cho điện chủ của bọn họ nhận làm lão sư còn khăng khăng một mực bọn họ đều muốn nhìn xem đến cùng là loại nhân vật nào sau khi xem thì hơi có chút thất vọng thanh niên trước mắt này tuổi không lớn lắm tu vi cũng không tính cao minh tuy dung mạo thoạt nhìn không tệ nhưng để độc điện bọn hắn liều mạng đi cứu dường như còn kém rất nhiều thật không biết tại sao điện chủ lại làm ra loại quyết định này. Trong lòng kỳ lạ, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Nhà đầu này, không nghĩ tới độc điện sẽ dốc toàn bộ lực lượng, phái người tới cứu mình, Trương Huyền cảm động, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Độc sư cùng danh sư đường không hợp nhau, ngộ nhỡ bởi vậy xuất hiện phiền toái không cần thiết liền nguy rồi. Trương Huyền tiếp tục đúc lại kinh mạch cho triệu nhã, người thì nhìn lại điện chủ của các người đâu? Vừa rồi nghe thanh âm, có điều khoảng cách cực xa, đã chạy tới cứu người, sao bản thân lại không thấy? Bẩm báo trương sư, điện chủ nói, danh sư đường không nói đạo nghĩa, dám ra tay với ngươi, cực kỳ vô sỉ. Để chúng ta tới trước cứu giá, nàng đi danh sư đường chung quanh thăm thú, độc lật một nhóm danh sư lại nói. Lâm Giang Hải ôm quyền. Thăm thú, độc lật một nhóm danh sư. Trương Huyền nheo mắt, Ngụy Như Yên từ nhỏ đã sinh bệnh, một mực trải qua sinh hoạt nửa chết nửa sống, quy củ trong mắt người khác, đối với nàng mà nói không tính là gì, vì cứu mình, loại sự tình này thật đúng là dám làm. Các ngươi dám, nghe lời này vào trong tai, các danh sư ở chung quanh suýt chút nữa từ không trung rơi xuống, từng cái lửa giận bùng cháy. chương 2915, nghe ta an bài 2. Đặc biệt là nhậm thanh viễn, suýt chút nữa nổ tung tại chỗ. Vị độc biện điện chủ này, Tiên Thiên độc thể, một thân độc công thiên hạ vô song, danh sư cửu tinh cũng không chống lại được, đừng nói danh sư bình thường, thật để nàng tự mình ra tay, có thể suy nghĩ, tất cả danh sư của danh sư đường ở chung quanh đều sẽ trúng chiêu, thần tiên khó cứu. Bắt ba người kia và Trương Huyền lại cho ta. Nhậm Thanh Viễn nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng. Vừa rồi cố kỵ thân phận, không muốn để tất cả danh sư động thủ, hiện tại tình cảnh nguy cấp, đã không quản được nhiều như vậy. Ngộ nhớ tất cả danh sư thật bị tổn thương, bốn người này bị bắt lại, cũng coi là thẻ đánh bạc. Vâng, nghe được mệnh lệnh, tất cả danh sư đồng thời hét lớn, khúc trưởng lão đi đầu, lật tay liền chụp về phía thẩm khuyết. Tê lạp, không khí bốn phía trở nên sền sệt, lực lượng hùng hồn, phảng phất như muốn xuyên thủng mặt đất. Khúc trưởng lão ở tổng bộ danh sư đường, dù không tính là mạnh nhất, nhưng thật là cường giả siêu cấp vượt qua thánh vực cửu trọng, nén giận xuất kích, chân khí cuồn cuộn, toàn bộ kiến trúc của luyện khí sư công hội không chịu nổi, rền vang sụp đổ. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ. Nhìn thấy công kích của đối phương, khóe miệng thẩm khuyết nâng lên, hừ lạnh một tiếng, vung trưởng đón chào. Làm độc điện hữu hộ pháp, suýt chút nữa trở thành điện chủ, thực lực của thẩm khuyết không thể khinh thường, song trưởng đối đầu, khúc trưởng lão chỉ cảm thấy trường lực của mình bị một cỗ lực lượng vô hình hủ thực, như làn da cũng sắp bị thiêu đốt. Là kịch độc con người của thẩm khuyết co rụt lại, cổ tay khẽ đảo, một cái bình ngọc xuất hiện, bỗng nhiên bóp một cái. Âm âm, một dòng nước xiết từ trong bình bắn ra, tựa như vỡ đê, lực lượng của thẩm khuyết cùng thứ này đụng một cái, lập tức tan giã. Thiên vân thánh thủy, tổng bộ danh sư đường quả nhiên xa xỉ. Vẻ mặt của thẩm khuyết khó coi. Thiên vân thánh thủy là một loại thánh vật giải độc mà y sư công hội chuyên môn sáng chế, có thể giải vạn độc, vừa ra tay đã dùng thứ này, độc công của hắn cũng bị ảnh hưởng nhất định. Đối phó gia hỏa hạ lưu như các ngươi, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ cho thỏa đáng. Thấy thánh thủy hữu dụng, ngăn lại công kích của thẩm khuyết, khúc trưởng lão hét một tiếng. Chư vị nhanh động thủ, cùng một chỗ giết chết những gia hỏa hại người này. Để nghề nghiệp độc sư triệt để biến mất. Được, tất cả danh sư tinh thần chấn động mạnh, dốc toàn bộ lực lượng. Dầm, đủ loại lực lượng như mưa bão trúc xuống, Bảo vệ Trương sư. Thấy danh sư Đường Liên thủ vây công, Lâm Giang Hải biến sắc, vội vàng hét lớn. Được, hai người khác mới nhớ tới mục đích, vội vàng đi tới trước mặt, lực lượng bắn nhanh, tạo thành một vòng bảo hộ, ngăn công kích ở bên ngoài. Rầm rầm rầm. Dù thực lực của ba người bọn họ mạnh mẽ, tương đương danh sư cửu tinh bình thường, nhưng trên không có hơn 10 vị đồng thời ra tay, lại thêm Trương Vô Ngân, U Nhược Tâm, Chiêm sư trợ trận, không đến hai cái hô hấp lồng ánh sáng liền xuất hiện vết rách, ba người phun ra máu tươi, gặp nguy cơ. Bỏ lồng ánh sáng, nghe ta an bài. Ngay thời điểm sắp không chịu nổi, Trương Huyền lắc đầu, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trương 2916, Độc Sư Phá Trận một Sức chiến đấu của mười mấy vị danh sư cửu tinh thực quá kinh người, đồng thời ra tay, đừng nói ba vị độc sư, coi như dương sư tới, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Nghe người an bài đám người thầm khuyết sửng sốt một chút. Đối mặt nhiều danh sư cửu tinh như vậy, bọn họ cũng không có phương pháp, người một tiểu nhân vật thánh vực bát trọng, có thể có biện pháp nào. Ừm, Trương Huyền lên tiếng, biểu hiện trên mặt không thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía ba người bọn họ. Cái này, thấy bộ dáng của hắn, ba người nhìn nhau, mỗi người cau mày. Trên không đều là danh sư cửu tinh, mỗi một cái cường đại đến khó tin, nghe người dặn dò, muốn chúng ta toàn quân bị diệt à. Nghe hắn, điện chủ từng nói, tôn trọng vị này còn hơn cả nàng. Lâm Giang Hải truyền âm. Hai người thẩm khuyết nhẹ gật đầu. Điện chủ coi trọng vị trước mắt này, bọn họ hết sức rõ ràng, thật muốn xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ không hai lời trực tiếp độc chết bọn họ tại chỗ. Tình huống bây giờ như vậy, không có những biện pháp khác, cũng chỉ có thể nghe đối phương, nhìn xem có biện pháp vượt qua nguy cơ trước mắt hay không. Trương Sư, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Giang Hải dùng huyết toàn lực chặn lại một đợt công kích, nhịn không được nữa nhìn lại. Rất đơn giản, bỏ lồng ánh sáng, thẩm khuyết, vận chuyển kim dương độc công, tiến lên 20 bước, bấm tay bắn bên trái, tay trái người có nọc độc của phá Trần Tiêu, trực tiếp đánh đi ra. Lâm Giang Hải, người tiến về phía bên phải 27 bước, chuẩn bị thả ra kịch độc hòa âm hồng, không cần hại người, chỉ cần giải ra sẽ có kỳ hiệu. Thiên thủ gì đó, trên người mang theo rất nhiều loại kịch độc, hẳn có 54 loại, đứng tại chỗ, trước bắn lên 08 loại, sau đó bắn ở giữa 17 loại, còn lại nghe ta dặn dò, rồi quyết định có tiếp tục nữa hay không. Thanh âm của Trương Huyền vang lên bên tai mọi người. Ngươi, ngươi biết ta có phá Trần Tiêu. Thân thể thầm khuyết cứng đờ. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy vị trương sư này, trước đó có thể bảo đảm chưa từng gặp mặt. Phá Trần Tiêu là trước khi tới hắn nghiên cứu ra, ở trên đường đặt tên ngay cả điện chủ cũng không rõ ràng lắm, hắn một cái nói ra, hơn nữa biết giấu ở tay trái. Không chỉ hắn như thế, Hà Quản Vũ cũng điên cuồng, giống như gặp quỷ. Người biết trên người của ta có 54 loại kịch độc. Chủng loại kịch độc trên người hắn, đám người Lâm Giang Hải không biết được, là át chủ bài che giấu sâu nhất, có hai loại kịch độc giấu ở chỗ bí ẩn nhất, không đến sống chết trước mắt, là không có khả năng dùng, dần ra ngay cả hắn cũng nhớ không rõ, đối phương một cái nói ra, không có sai lầm chút nào. Mấu chốt nhất là, để hắn bắn độc lên trên, vừa vặn có 8 loại, bắn ở giữa không có chút chắc trở nào, tốc độ nhanh nhất, cũng vừa vặn 17 loại. Nói cách khác, đối phương đối với tình huống hiện tại của hắn biết rõ rõ ràng ràng. Thật chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Không muốn chết thì động tác nhanh lên. Thấy mình phân phó xong, mấy người không những không có động tính, ngược lại ngây người, trương huyền nhíu mày. Vâng, biết giờ phút này không phải lúc nghĩ lung tung, ba người không dám chần chừ, dựa theo dặn dò ra tay. Mặc dù không biết dặn dò như vậy đến cùng có ích lợi gì, nhưng có thể nói ra công pháp cùng kịch độc bọn họ am hiểu, nói rõ nhất định có mục đích của mình. Chương 2917, độc sư phá trận 2. Kim Dương độc công trong cơ thể thẩm khuyết nhanh chóng vận chuyển, từ bỏ lồng ánh sáng, bỗng nhiên sông về trước, không nhiều không ít, vừa vặn 20 bước. Tê Lạp, vừa mới dừng lại, liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, công kích của hai vị danh sư đã xuất hiện ở trước mắt. Tay trái nhẹ nhàng vạch một cái, đánh phá Trần Tiêu ra ngoài. Xì 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 xì, nọc độc cùng chân khí đụng một cái, lập tức xuất hiện hiện tượng hủ thực. Không tốt, là kịch độc. Con người của hai vị danh sư co rụt lại, đồng thời lui về phía sau, mà ở lúc này, Lâm Giang Hải đi tới 27 bước, đã thả ra độc phấn hỏa âm hồng, hai người lui về phía sau, vừa vặn bước vào phạm vi của nó, chân khí hơi dính, lập tức sôi trào lên, giống như thiêu đốt. Phốc, phốc, hai vị danh sư phun ra máu tươi, không để ý tới liên thủ công kích, đồng loạt khoanh chân ngồi dưới đất, điều chỉnh hô hấp. Trận pháp do các danh sư hình thành, hai vị này đột nhiên dừng lại, lập tức bị phá, hà quản vũ thả ra hơn 20 loại kịch độc, bốn phía tựa như tạo thành một khu vực chân không, mọi người nhao nhao trốn đi, mỗi người lơ lửng ở trên trăm mét. Trong lúc nhất thời thế mà không có người dám tới. Cái này, nhìn thấy nguy cơ trước mắt được giải quyết, ba độc sư hai mặt nhìn nhau, nắm đấm siết chặt. Bọn họ biết thực lực của mình rất rõ ràng, cho dù có độc, nhưng đối phương nắm giữ Thiên Vân Thánh Thủy, vừa rồi loại tình huống kia, tiếp tục nữa, khẳng định sớm đã bị trọng thương, khó mà trốn thoát. Mà bây giờ, nghe theo trường sư an bài, không chỉ tránh đi Thánh Thủy công kích, còn độc hai vị danh sư mất đi sức chiến đấu. Một đám danh sư sợ hãi lui về phía sau không dám tới. Phần chiến tích này truyền đi, tuyệt đối có thể làm cho cả độc điện mở mày mở mặt. Trương sư, ba người nhịn không được nữa nhìn lại, tràn đầy khó tin. Đối phương muốn bọn họ làm như thế nào, bọn họ liền làm như thế đó, nhưng tại sao phải làm như vậy thì không chút nào hiểu. Vừa rồi vây công hết thảy có 16 vị danh sư cửu tinh, trong đó ba vị là trong 10 năm gần đây mới khảo hạch hoàn thành bất kể tâm cảnh hay thực lực đều có chút tranh lệch, còn lại có 7 người từng cùng dị linh tộc đối chiến bị ám thương, đến bây giờ còn không có triệt để khôi phục. Còn có 4 vị là trung tâm trận pháp, không thể di chuyển nhanh chóng. Thẩm khuyết tiến lên 20 bước, vị trí kia vừa lúc là trận nhãn của ba vị danh sư cửu tinh tân tấn cùng 7 người có ám thương, phóng thích nọc độc, sẽ để cho trận pháp xuất hiện bối rối, lực lượng sẽ xuất hiện vấn đề, lúc này hà quản vũ phóng thích kịch độc, ép trung tâm rời đi, trận pháp tự nhiên tán loạn. Trương Huyền biết bọn họ tò mò, cũng không che giấu. Đương nhiên, trận pháp tán loạn, lấy thực lực và ứng biến của bọn hắn, chỉ cần động thủ lần nữa, các người cũng khó mà chống lại, mấu chốt nhất là lâm giang hải tiến lên 27 bước. Là vị trí chân khí của bọn họ tụ hợp, hòa âm hồng vừa vặn có thể cùng chân khí giao hòa, phóng thích nhiều như vậy, mặc dù những danh sư kia mặt không đổi sắc, trên thực tế tất cả đều trúng độc. Lấy thực lực của bọn hắn, ảnh hưởng không lớn, nhưng đã có tác dụng sợ ném chuột vỡ bình, chỉ ít trong thời gian ngắn không dám vì tiện công kích. Ừm, chỉ như vậy, thời gian vội vàng, suy xét còn chưa đủ chu toàn, cũng chỉ có thể làm như thế. Trương Huyền lắc đầu, thở dài một tiếng. Cái này còn gọi không chu toàn? Không đến một cái hô hấp nghĩ ra nhiều như vậy. Thời cơ, trận pháp, tình huống đối thủ, tất cả đều rõ như lòng bàn tay, phân tích không sai một chút, phán đoán không có bất kỳ sai lầm. Cái này cái này, là vừa rồi ngươi liếc mắt nhìn ra, cũng phân tích ra được. Đám người thẩm khuyết run rẩy giống như gặp quỷ. chương 2918, Lạc gia đại trưởng lão 1. Thân là cao tầng của độc điện, đặc biệt là thẩm khuyết, vì tìm kiếm truyền thế độc điển mà tổ sư lưu lại, du lịch đại lục, gặp qua không biết bao nhiêu danh sư mạnh mẽ, thậm chí cùng một thái thượng trưởng lão giao thủ qua. Nhưng chưa nghe nói, chỉ nhìn một cái, liền có thể biết tình huống của tất cả mọi người không sai, an bài chiến thuật không có vấn đề gì. Đây không phải nhãn lực, mà là thần tiên. Ừm, hiện tại không cần tiến công, có mấy đạo chân khí kia, các người lặng lẽ ẩn giấu ở bốn phía, không nên để cho người phát hiện, làm xong liền trở lại trước mặt ta ngồi xuống, cái gì cũng không cần quản. Trương huyền truyền âm, ngay sau đó cong ngón búng ra. Ba đại cao thủ mỗi người đồng thời tiếp nhận mấy đạo chân khí những chân khí này linh khí đầy đủ, đường đường chính chính, không có kịch độc cùng những lực lượng khác nào, tuy đám người Lâm Giang Hải không hiểu vì sao phải làm như vậy, nhưng vẫn theo lời đi bố trí chân khí. Thủ đoạn cường đại nhất của độc sư chính là hạ độc để cho người ta không có chút phát giác nào, sắp đặt loại chân khí không có bất kỳ thuộc tính gì này càng cực kỳ đơn giản, rất nhanh liền bố trí xong, lần nữa trở lại trước mặt Trương Huyền, dựa theo phân phó của hắn, không tiếp tục để ý đám danh sư ở trên không nhìn chằm chằm, mà khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh tất cả danh sư tiêu trừ hết độc khí. từng người nhìn qua, mày nhân lại. nói thật, dựa theo tình huống vừa rồi, mấy người kia có cơ hội chạy trốn, giờ phút này không những không trốn, ngược lại đồng thời ngồi dưới đất, muốn làm gì? cố làm ra vẻ huyền bí, mới vừa rồi là chúng ta không sẵn sàng, lần này chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, nhất định có thể chém giết toàn bộ. khuôn mặt khúc trưởng lão tái mét. không sai, ba độc sư mà thôi nếu như ngay cả cái này cũng không giải quyết được, còn có tư cách gì tỏa chấn thiên hạ, đối kháng dị linh tộc. Một vị danh sư nhịn không được hét lớn. Nói thật, đối với tổng bộ danh sư đường mà nói, tuy độc điện quỷ dị, nhưng không quá xem trọng, vốn cho rằng chỉ cần bọn họ ra tay, có thể dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm nghiền ép ba người, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương không biết dùng phương pháp quỷ dị gì, giao thủ một chiêu, lại làm cho bọn hắn bị thiệt lớn. Bọn họ lợi hại nhất chẳng qua là dùng độc, ta phụ tu y sư cửu tinh, bình thường cũng luyện chế ra không ít thuốc giải độc, ta làm tiên phong. Một vị danh sư quát lạnh đi ra, lật bàn tay một cái, dùng một viên giải độc đan, cũng không cần nhậm thanh viễn đồng ý, nhanh chân bay về phía đám người trương huyền, người ở trên không chung, một trưởng vỗ xuống. Lực lượng của hắn như ngọn núi to lớn, hạ xuống từ trên trời, vừa muốn rơi vào đỉnh đầu đám người đột nhiên chạm đến chân khí mà vừa rồi mấy người sắp đặt ở chung quanh. Đạo chân khí này theo chân khí của hắn đi ngược dòng nước, thời gian nháy mắt liền chui vào thân thể. Nếu như kịch độc mà nói, chân khí hộ thể của hắn có thể tự động ngăn cản, coi như đi vào trong cơ thể, giải độc đan cũng có thể đưa đến tác dụng. Nhưng cỗ chân khí này không có bất kỳ thuộc tính gì, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, vừa tiến vào kinh mạch, lập tức chìm vào nội tạng. Dầm, vị danh sư này biến sắc, công kích còn không có hạ xuống, liền tán loạn ra, cả người từ không trung rơi xuống, trên đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Đây là... Khúc trưởng lão biến sắc, vội vàng đi tới trước mặt. Bạch trưởng lão trúng độc. Loại tình huống này, trước đó hắn ở bang nguyên cung gặp được, trương huyền ngụy trang dương sư, để hắn trúng độc, mất đi sức chiến đấu, nếu không sẽ không để cho đối phương làm sằng làm bậy, một cung điện truyền thừa vạn năm triệt để hủy hoại. Trúng độc. Mọi người vội vàng tới, quả nhiên thấy bạch trưởng lão không ngừng run rẩy, dường như thừa nhận thống khổ to lớn, trước đó các loại giải độc đan không có một chút tác dụng nào. Đây rốt cuộc là độc gì? Nhậm thanh viễn nhịn không được ngạc nhiên. chương 2919, Lạc gia đại trưởng lão 2. Y thuật của bạch trưởng lão, hắn biết hết sức rõ ràng, y sư cửu tinh, lại dùng giải độc đan cũng trúng độc. Đến cùng là loại kịch độc nào cường đại như vậy? Ta cũng không biết, giống như chân khí bình thường, nhưng đi vào trong cơ thể sẽ biến thành độc dịch, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạch trưởng lão cắn chặt hàm răng, một bên run rẩy, một bên giải thích. Giống như chân khí bình thường, chẳng lẽ nhất niệm là độc? Cái này, nhậm thanh viễn ngạc nhiên, lập tức quay đầu dặn dò. Mọi người không nên tùy tiện tấn công, chờ nghĩ ra đối sách lại động thủ lần nữa. Nhất niệm là độc, là một loại kịch độc lợi hại, bình thường giống như vật vô hại, làm cho không người nào có thể phát giác, một khi người dùng độc vận dụng ý niệm sẽ lập tức biến thành kịch độc khó lòng phòng bị mấy người kia ở bốn phía bố trí kịch độc lợi hại như vậy nếu như bọn họ tùy tiện xông tới rất dễ dàng xuất hiện biến cố cần nghĩ ra đối sách mới được tuy loại độc này lợi hại nhưng rất dễ hóa giải ta trước đó trải qua ta giải quyết giúp ngươi khúc trưởng lão điểm ngón tay một đạo chân khí đi vào trong cơ thể bạch trưởng lão ở băng nguyên cung hắn từng chúng loại độc này biết phương pháp giải quyết, lần nữa gặp được, mặc dù biết thống khổ, nhưng không đả thương được căn bản. Quả nhiên, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, không đến 3 phút, kịch độc liền triệt để giải quyết, có điều tất cả danh sư cũng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không dám tiếp tục lao ra. Tuy có thể giải độc, nhưng thần không biết quỷ không hay chúng độc, đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, không dám tùy tiện đụng chạm. Trước tìm địa phương bọn họ sắp đặt kịch độc, cũng làm rõ đây rốt cuộc là độc dược gì, nếu không chỉ có thể nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào. Yên tâm, chỉ cần bao vây ở chung quanh, bọn họ cũng trốn không thoát, độc cũng có thời gian hạn định, ta không tin có thể một mực duy trì loại uy lực này. Mọi người nhìn nhau, không ai tấn công nhưng cũng không rời đi. Trương Sư, cũng là người dùng độc. Nhìn thấy hơn 10 vị danh sư cửu tinh, tính cả một vị quyền điện chủ đều bó tay toàn tập, đám người lâm giang hải nhìn về phía thanh niên trước mắt, tràn đầy bội phục cùng ngạc nhiên bọn họ đều là chuyên gia dùng độc, biết loại nhất niệm là độc này kinh khủng, đối phương tiện tay bắn ra chân khí bình thường, nhưng có loại hiệu quả này, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Trước đó vẫn cảm thấy vị trương sư này chỉ là có chút ân tình với điện chủ, không đành lòng ân nhân gặp nạn, giờ phút này mới hiểu được, vị trước mắt này lý giải độc vượt xa bọn họ, thậm chí so với điện chủ chỉ mạnh không yếu. Khó trách xương hô lão sư, là thật truyền thụ nàng phương pháp dùng độc. Chỉ chờ điện chủ trở về, chắc hẳn bọn họ sẽ không dám công kích thấy các danh sư tức giận lại không dám xông lên đám người lâm giang hải nhịn không được thở phào nhẹ nhõm chỉ cần điện chủ tới hẳn là có thể hóa giải nguy cơ hiện tại mọi người sao thế vị nào là trương huyền ta cũng muốn nhìn một chút đến cùng có loại bộ dáng nào chẳng lẽ ba đầu sáu tay thời điểm bốn phía yên tĩnh một thanh âm nhàn nhạt vang lên ngay sau đó một bóng người chậm rãi xuất hiện là một lão giả dâu bạc trắng. Là lạc gia đại trưởng lão. Trong đám người không biết ai nhận ra được. Ha ha, lạc khinh trần ngươi tới vừa vặn. Nhìn người nọ, con mắt của nhậm thanh viễn lập tức sáng lên. chương 2920, ngụy Như Yên đến một Nguy rồi. Không giống đám người nhậm thanh viễn hưng phấn, thẩm khuyết biến sắc. Làm sao vậy? Đám người lâm giang hải nghi ngờ nhìn qua. Lạc khinh trần là lạc gia đại trưởng lão, nắm giữ không gian cực sâu, vừa rồi trương sư để chúng ta bố trí độc, đối phó người bình thường rất nhẹ nhàng, nhưng muốn đối phó hắn gần như không có khả năng. Thẩm khuyết giải thích, vậy làm sao bây giờ? Lâm Giang Hải cùng Hà Quản Vũ sắc mặt tái xanh. Thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, độc lợi hại hơn nữa cũng sẽ có giải pháp, trương sư lưu lại chân khí kịch độc, ở trước mặt các danh sư kia, bọn họ cũng rõ ràng, không kiên trì được bao lâu liền bị giải quyết, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Vốn còn nghĩ chỉ cần kiên trì đến khi điện chủ trở về, tất cả sẽ giải quyết dễ dàng, làm sao cũng không ngờ, Lạc gia đại trưởng lão sẽ ở thời điểm này xuất hiện. Tình huống chính là như vậy, mong Lạc trưởng lão ra tay. Nhậm Thanh Viễn giải thích xong tình trạng hiện nay, ôm quyền nói: "Chuyện này có khó khăn gì?" Lạc Khinh Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, lăng không bắt đến. Tê Lạp. Đám người Trương Huyền lập tức cảm giác không gian bốn phía giống như bị cô lập. Vừa rồi bố trí chân khí cùng kịch độc, bị một loại lực lượng đặc thù cắt ra, phảng phất như bị người thu vào không gian đặc thù, không liên lạc được nữa. Đa Tả thấy hắn nhẹ nhõm giải quyết, Nhậm Thanh viễn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Loại thủ đoạn này, cho thời gian nhất định, bọn họ cũng có thể làm được, chỉ bất quá muốn làm giống như đối phương, tinh tế tùy tâm thì hơi khó khăn. Vẫn là ta tới đi. Độc vật bị không gian chia liệt, Trương Vô Ngân cười một tiếng, đột nhiên ra tay lúc nói chuyện, người còn ở trên không, khoảng cách không biết bao xa, nhưng thời điểm một chữ cuối cùng rơi xuống, đã xuất hiện ở trước mặt đám người thẩm khuyết, mở ra năm ngón tay đè xuống, thiên địa phảng phất như bị lật đổ, thời gian cùng không gian không còn tồn tại. Theo lạc khinh trần bóc ra không gian đến trương vô ngân ra tay, hầu như không có khoảng cách thời gian, để cho người ta phản ứng không kịp. Chặn lại, thẩm khuyết quát to một tiếng, hai tay hướng lên, đầu ngón tay khí độc tung bay, thẳng tắp nghênh đón ngâm nga, cũng không tránh né, bàn tay của Trương Vô Ngân lật lên. Tạch tạch, khí độc lập tức bị lực lượng hùng hồn đè trở về, chui vào lỗ chân lông của thẩm khuyết. Phốc, thẩm khuyết phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt biến thành màu đen, vội vàng lấy ra giải dược dùng, mới hơi thoải mái chút, chẳng qua lúc này không né tránh được công kích, ngược xẹp lại, bị đập bay ở trên mặt đất, thân thể giống như bị giam cầm, không cách nào động đậy. Khó trách trương ra, lạc gia muốn thông ra, thời gian, không gian phối hợp, quả thực cường đại đến đáng sợ. Nhìn thấy hữu hộ pháp mạnh nhất trong đám người mất đi sức chiến đấu, Nhậm Thanh Viễn nhịn không được gật đầu. Trương gia, Lạc gia đơn độc so sánh với tổng bộ danh sư đường thì kém không ít, nhưng hai nhà liên hợp, xem như tổng bộ danh sư đường cũng phải cân nhắc một chút. Còn lại không cần làm phiền vô ngân trưởng lão ra tay, bắt lại hai người kia đi." Nhậm Thanh Viễn nói. "Vâng." Khúc trưởng lão bạch trưởng lão cùng mấy vị lão giả đồng thời bay ra. Mới vừa rồi bị trương huyền bố cục làm rối loạn tiết tấu, lại thêm đột nhiên phóng ra kịch độc không biết tên, mới đưa đến vây công không có kết quả, nhưng bây giờ nghiên cứu một hồi, biết rõ không ít độc tính, lần nữa tấn công, sẽ không có khó khăn như vậy. Thình thịch thình thịch. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 124.